Tận thế trò chơi ghép hình chương 735. Ta đã nghe nói về người này, ngôi sao lớn cơ giới tộc, giỏi ca múa, rất được mọi người cơ giới tộc yêu thích. Có lẽ là bởi vì độ nổi tiếng của nàng cao, được mời đi làm đấu giá viên, cũng có thể khuấy động bầu không khí. Tạ Hành Tri tiếp tục nói, chuyện này cũng không trọng yếu, quan trọng chính là nàng đang biến dạng. Biến dạng? Ngươi nhìn phần lưng của nàng, đây không phải là cơ thể phần lưng của Gia Khải nhi nhô lên? như muốn mọc thêm đôi cánh, mà phần phồng lên này không phải là cơ thể của cơ giới tộc nên có, là máu thịt. Nếu như tiếp tục biến dạng, Gia Khải Nhi có lẽ sẽ mọc ra một đôi cánh không cơ học. Đây là triệu chứng nghiêm trọng của người bị nhiễm vi rút rao đã tiến vào trạng thái biến dạng. Bạch vụ lập tức đoán được tình huống vấn đề. Chỉ là trong mắt hắn lộ ra nghi hoặc, triệu chứng của Gia Khải Nhi khiến cho hắn có chút khó hiểu. Tạ Hành Tri nói, chẳng trách bên người nàng có một đống linh kiện máy móc, nhưng ta phải trị liệu như thế nào ta chưa từng gặp loại trường hợp này ta làm sao lại cảm thấy nàng đang biến thành sinh vật nguyên bản tạ huynh người bảo hộ ta ta sẽ tiến hành kết nối với nàng tạ hành tri nói nàng đã bắt đầu biến dạng người nhất định phải kết nối độ khó nhiệm vụ cấp xe rằng còn khó hơn so với chúng ta dự đoán cơ giới tộc mặc dù có linh hồn nhưng thân thể là máy móc tuyệt đối thế nhưng nhìn nàng nàng là nửa người nửa máy chân chính bạch vũ nói lúc trước ta đã đánh giá thấp virus trao nếu muốn thực sự hiểu nguồn gốc của loại virus này nhiệm vụ này ta liền không thể bỏ qua chúng ta là không thể tránh khỏi nhiệm vụ này người tuyên bố nhiệm vụ e rằng so với trong tưởng tượng của người còn có đẳng cấp cao hơn nhiều lắm hãy bảo hộ ta ngay cả khi gia khải nhi không thể chữa khỏi ngươi cũng phải bảo đảm không có ai cắt đứt kết nối giữa ta cùng với nàng dứt lời năm ngón tay của bạch vụ đã ấn lên năm cổng liên kết ở phần gáy của gia khải nhi bạch vụ nghĩ rằng mình sẽ bước vào một cảnh tượng không biết giống như khi hắn chữa trị cho những người bệnh khác nhưng hắn chỉ là cảm giác được ý thức rung động một cái vào thời điểm mở mắt ra phát hiện ra mình vẫn còn ở nơi này trong phòng khách biệt thự của siêu sao cơ giới tộc gia khải nhi gia khải nhi vẫn còn hôn mê nhưng tạ hành tri đã biến mất chào mừng người đến vòng đầu tiên Mặc dù cảnh tượng này giống với hiện thực mà người thấy, những nơi này cũng không phải hiện thực. Tìm kiếm càng nhiều manh mối, mở khóa một kết thúc nhất định, chúng ta sẽ tiến vào vòng thứ hai, tìm được càng nhiều manh mối, lại mở khóa một kết thúc nhất định, chúng ta sẽ tiến vào vòng thứ ba. Đương nhiên, vào trước khi người tìm được đáp án chính xác, người sẽ không thể thoát ra khỏi khu vực này. Tin tức tốt là, người có thể sẽ ôm được một bắp đùi siêu lớn. Tin tức xấu là ngươi sẽ triệt để đắc tội một bắp đùi siêu lớn khác. Nhân tiện, căn cứ vào tác chiến trên sân khách, chiến thần ánh mắt sẽ thỉnh thoảng có thể offline, ta mới không phải là kẻ hèn nhát, ta chỉ là rút lui một cách chiến thuật. Bạch Vũ nghĩ tới một trò chơi nổi tiếng, một trò chơi sẽ tiếp tục khởi động lại nếu như không đạt được một kết thúc nhất định. Thoạt nhìn là một chuỗi nhiều vòng, nhưng trên thực tế chỉ có một vòng. Bạch Vũ nhìn thân thể của Gia Khải Nhi, phát hiện ra trên người da khải nhi cũng không có máu thịt mọc ra vẫn được bọc trong một loại kim loại đặc biệt trong mềm mại nhưng thực ra lại rất dẻo lúc này da khải nhi quả thực có thể đáp ứng thẩm mỹ của cơ giới tộc linh kiện máy móc trên người nàng vẫn chưa bị máu thịt làm cho tróc ra chẳng qua cho dù là được một lớp kim loại bao bọc hình dáng của da khải nhi trông cũng giống như một nhân loại mảnh mai và nóng bỏng nếu nhìn từ xa Bạch Vũ tin tưởng dáng người của giả Khải Nhi cũng khá hấp dẫn đối với nhân loại. Nàng vẫn hôn mê, nằm nghiêng. Một nữ cơ giới tộc Mỹ Lệ. Mặc dù ta ủng hộ quyền tự do giả tạo của nhân loại, nhưng nếu như người nhìn chầm chầm vào nàng, ta khuyên người nên đến gặp bác sĩ tâm lý. Trên người gia Khải Nhi có vẻ như không có đầu mối gì, Bạch Vũ liền bắt đầu kiểm tra phòng ngủ. Phong cách phòng ngủ cũng rất tương tự cùng với thời tiền tháp. Nếu như nói linh hồn số không sáng tạo, rất nhiều là đến từ 700 năm trước, như vậy thì tất cả những điều này không có gì đáng ngạc nhiên, chẳng qua mấy ngày nay ta đã tiếp xúc với không ít người bệnh, thế giới nội tâm của bọn họ như thể cũng không có cảnh tượng 700 năm trước, giường, bàn trang điểm, trần nhà, sàn nhà, gầm giường. Bạch vụ kiểm tra cẩn thận, phát hiện không có gì khả nghi, ngay cả chú thích của ánh mắt cũng rất bình thường. Sau khi xác nhận manh mối không có trong phòng ngủ này, Bạch Vũ bắt đầu kiểm tra các phòng khác. Hắn nhanh chóng quay trở lại phòng tắm. Lúc này Bạch Vũ phát hiện ra, trong phòng tắm chỉ có một chiếc khăn tắm, cốc súc miệng, mỹ phẩm, những đồ vật mà chỉ nhân loại mới có, nhưng đều chỉ có một phần. Bạch Vũ nghĩ đến một cảnh tượng cổ quái nào đó. Gia Khải Nhi thân là nữ minh tinh cơ giới tộc, nàng không cần rửa mặt tắm rửa, càng không cần trang điểm, nhưng nàng vẫn sẽ mua được rất nhiều đồ vật mà nhân loại mới có sau đó sẽ lau chùi chúng trong một thời gian cố định làm cho tất cả các đồ vật trong phòng này trông tương tất đây quả thực là một điều kỳ lạ trong ngăn tủ dưới gương phòng tắm bạch vụ tìm thấy rất nhiều khăn tắm hắn như thể nghĩ tới cái gì lại đi đến tủ giày ở cửa ra vào thấy được rất nhiều giày giày nam giày người già giày nữ thậm chí còn có giày trẻ em chỉ có một người sống trong nhà nhưng lại dường như sẵn sàng nên đón những người khác vào bất cứ lúc nào. Đồ dùng vệ sinh đều để lại, hơn nữa cỡ giày cũng đều biết, xem ra là những người rất thân thiết, ít nhất trên quan hệ không phải là bạn bè. Liên hệ với gia đình bốn người lúc trước, Bạch Vũ tiến hành suy đoán. Hắn đi tới phòng khách tầng 1, búp bê vẫn đang nhìn vách tường, trên vách tường vẫn không có tivi. Nhưng có một chiếc điện thoại di động trên bàn cà phê. Có rất ít nội dung trong vòng 1, ngay cả khi người thăm dò nơi này từ trong ra ngoài, việc này cũng sẽ không giúp người đưa ra lựa chọn cuối cùng. Có lẽ ngươi có thể mở điện thoại di động ra, có hai tin nhắn văn bản đang chờ gửi đi trong hộp thư pháp. Bạch vụ cầm điện thoại di động, thứ này cũng là thứ mà cơ giới tộc không cần. Nhưng Gia Khải Nhi rất quyết tâm biến những món đồ công nghệ này là ngoại vật, thay vì xử lý trực tiếp thông tin bằng lõi cơ học. Có rất nhiều tin nhắn trong hộp thư điện thoại di động phần lớn đến từ một nam nhân tên là Mã Lâm, Bạch Vụ mở một số tin nhắn trong đó ra xem. Bà cô, buổi hòa nhạc ba ngày nữa có vấn đề gì không? Cho ta một câu trả lời chính xác. Tốt hơn là người nên tham dự một sự kiện phúc lợi công cộng, những người vô gia cư ở Bắc Nội thành đó rất thích ngươi. Chật, ta không có ý chế giễu ngươi, ý của ta là, có rất nhiều người thích người, không chỉ là người chợ khu đông giàu có, cũng bao gồm những người vô gia cư đó một công ty siêu xe muốn thuê người làm người mẫu họ báo giá xa xỉ người có thể đi thử một chút quên chuyện không thoải mái lần trước đi ít nhất chúng ta cũng kiếm được không ít điểm cống hiến đúng không trong mắt những người điều hành công ty xe cộ và vũ khí này chúng ta chỉ là con hát làm người mẫu có mấy ai có thể thanh bạch gia khải nhi bình tĩnh bình tĩnh chuyện đối phương có ý đồ cưỡng ép kết nối số liệu cùng với người này ta sẽ xử lý nhưng tin tưởng ta chuyện này không nên để lộ ra ngoài kỳ phẫn nộ đã sắp đến ngươi cũng biết đó là mùa phạm tội hợp pháp đến lúc đó người không muốn bị trả thù đúng không đúng vậy nếu đã làm việc chăm chỉ để kiếm tiền sao phải gây khó dễ với tiền ta lại giúp người an bài buổi đấu giá một lần nữa buổi đấu giá này lần rất trọng yếu sẽ gặp được người đứng đầu của các công ty vũ khí bạch vụ mở ra xem mấy chục tin nhắn đại khái toàn bộ đều là tin nhắn xã giao của Gia Khải Nhi. Vị nữ minh tinh này rất rõ ràng, bên ngoài là người nổi tiếng, bên trong thì làm trò chơi cho các đại gia công nghệ. Rõ ràng nàng đã mất bình tĩnh với người quản lý Mã Lâm của mình, thế nhưng vô dụng, ở trong mắt Mã Lâm, Gia Khải Nhi chỉ là một con chim hoàng yến để kiếm tiền, dùng ngữ khí có chút mềm mại nói cho đối phương biết hiện thực tàn khốc, Gia Khải Nhi cam chịu số phận. Bạch vụ cảm thấy Gia Khải Nhi hắn cũng không phải là vì tiền hắn mở hộp thư rác ra bên trong cũng có không ít tin tức quả nhiên rất nhanh bạch vụ liền thấy một tin nhắn đệ đệ của người muốn mua nhà ở chợ khu đông mã lâm nói với ta tiền tông muốn mời người quay quảng cáo xe đáp ứng đi tin nhắn đến từ cha của gia khải nhi tin tức không nhiều lắm nhưng có thể thấy người cha này dường như cũng sử dụng gia khải nhi như một công cụ kiếm tiền kỳ thật ngay từ đầu bạch vụ cũng rất ngoài ý muốn người cơ giới tộc còn có thuyết pháp cha mẹ sao bọn họ không thể sinh sản cho nên gia khải nhi tại sao có thể có cha mẹ đây đây là một tin tức rất mấu chốt nhưng bạch vụ còn chưa biết quá nhiều manh mối hắn tiếp tục nhìn xuống phát hiện ra tin nhắn trong thùng rác đều là cha mẹ hoặc là đệ đệ gửi tới nội dung kỳ thật rất tương tự đều do mã lâm thuyết phục gia khải nhi đi làm việc riêng nhưng không thuyết phục được vì vậy liền liên hệ với cha mẹ của gia khải nhi cha mẹ mới mở miệng Gia Khải Nhi quả nhiên liền đồng ý. Nhưng nàng chuyển tin nhắn của cha mẹ ở trong thùng rác, có thể thấy nàng đã biết ý nghĩa của mình đối với cha mẹ, chỉ là công cụ kiếm tiền, chẳng qua cũng không có xóa hẳn, hẳn là. Liên tưởng đến tủ giày, các loại đồ dùng chuẩn bị trong phòng vệ sinh của Gia Khải Nhi, Bạch Vũ biết đại khái chuyện gì đã xảy ra. Hắn nhìn con búp bê kia, chế tác tinh xảo, vẻ ngoài đẹp đẽ nhưng được đặt trên chiếc ghế sofa lớn, nó trông thật cô đơn tin nhắn văn bản gần đây nhất trong thùng rác là ta và mẹ ngươi định mang ngươi đệ đệ tới thăm ngươi bạch vụ mở hộp thư dự thảo ra chọn một trong hai khi người gửi tin nhắn ngươi sẽ bước sang vòng thứ hai tin nhắn văn bản thứ nhất cha về sau đừng liên lạc với ta nữa ta đã chịu đủ rồi các ngươi căn bản không thương ta trong mắt các ngươi chỉ có đệ đệ chỉ vì ta là được rồi về sau không cần tìm con nữa ta đã giúp các ngươi rất nhiều thế nhưng các ngươi chưa bao giờ yêu ta chưa bao giờ ta đối với các ngươi mà nói đến cùng là cái gì bạch vụ nhìn tin nhắn này trong nội tâm nổi lên nghi hoặc số không đương nhiên không phải là gia khải nhi chẳng qua kinh lịch của gia khải nhi như thể có tương tự với số không đây là trùng hợp sao bạch vụ mở ra tin nhắn văn bản thứ hai được như vậy ta sẽ chuẩn bị một chút các ngươi muốn tới ở bao lâu có muốn ăn cái gì không Ta kỳ thật có rất nhiều lời muốn nói đối với các ngươi, chỉ là mỗi lần gọi điện thoại cho các ngươi, các ngươi đều rất bận, vừa vặn các ngươi tới, ta cũng xin phép nghỉ. Nội dung của hai tin nhắn hoàn toàn khác nhau khiến Bạch Vũ có chút khó khăn, hiển nhiên đây là một lựa chọn không hề nhỏ, nếu chọn sai sẽ khiến tình tiết thay đổi rất nhiều. Gia Khải Nhi không nói rõ nguyên nhân trong tin nhắn thứ nhất, nàng như thể là bởi vì một ít tình huống đặc biệt mới bị nhà người này không chào đón, Bạch Vũ đoán được đại khái nguyên nhân này. Nếu như mục tiêu cuối cùng nhất là trợ giúp Gia Khải Nhi, như vậy quyết định này hẳn là phải sạch quan hệ cùng với cha mẹ. Có thể tin chắc rằng cha mẹ của nàng cũng không thương nàng, thái độ của Bạch Vũ đối với Bạch Viễn vẫn có chút chán ghét cùng với kháng cự. Bởi vì theo hắn, Bạch Viễn là một kẻ cuồng ngược đãi thuần túy, ấm tình bất định. Nếu như nói Bạch Viễn là một loại cực đoan nào đó, như vậy cha mẹ của Gia Khải Nhi thì là một loại khác. Thậm chí từ một loại trình độ nào đó mà nói, càng thêm buồn nôn so với bạch viễn thuyết phục con gái nhảy vào hố lửa để nuôi sống đệ đệ loại hành vi này cũng có thể làm được người cha này hiển nhiên đã không còn cứu được cha của gia khải nhi cha của tử la cùng với bạch viễn bạch vụ nguyện ý xưng bọn họ là tam đại từ phụ tận thế vì vậy cuối cùng bạch vụ quyết định mang gia khải nhi ra khỏi hố lửa hắn gửi tin nhắn văn bản đầu tiên ngươi đã làm ra một quyết định tàn khốc Tuy nhân sinh vốn dĩ rất tàn khốc, người thấy rõ ràng hiện thực của nàng, nhưng nàng thấy rõ ràng sao. Mời đi đến vòng thứ hai, nhắc nhở một chút, lối vào vòng thứ hai đang ở trên lầu. Đây là kết thúc sao? Bạch vụ thử đi ra khỏi căn phòng này, phát hiện ra cửa mở không ra. Thế giới nội tâm của nàng chẳng lẽ nhỏ như vậy sao? Lắc đầu, bạch vụ đi lên lầu hai. Gia Khải Nhi vẫn nằm nghiêng trên sàn nhà. Hiển nhiên, lối vào vòng thứ hai, chính là đưa ngón tay vào năm cổng liên kết dữ liệu trên gáy nàng một lần nữa. Điều này làm cho Bạch Vũ có cảm giác như đang bước vào tầng thứ hai của những giấc mơ. Có lẽ tin nhắn đại biểu cho loại tính khả năng nào đó trong tương lai. Hy vọng rằng cuối tuần sau, ngươi có thể thoát khỏi cha mẹ của ngươi, người ưu tú chắc chắn sẽ có người thích. Bạch Vũ ấn ngón tay vào gáy của Gia Khải Nhi. Một lần nữa mở mắt ra, Bạch Vũ thấy được Gia Khải Nhi té trên mặt đất nàng vẫn là cái tư thế kia, nhưng căn phòng trở nên có chút lộn xộn, giày cũng không có xếp cạnh nhau, chăn mền rơi một nửa trên mặt đất, cốc nước bị lật úp. Ngăn tủ đầu giường mở ra. Trên người của Gia Khải Nhi, bắp chân mảnh khảnh kia trở nên thô to, bị một tầng hợp kim kỳ quái bao trùm, như thể được khảm vào. Hoan nghênh đi đến vòng thứ hai, quỹ tích thăm dò lúc trước của ngươi không có bất cứ vấn đề gì, ngươi có thể tiếp tục thăm dò một lần nữa. Bạch vụ vỗ vỗ mặt của Gia Khải Nhi, nàng không có tỉnh lại. Mê cung ý thức sao? Được rồi, đi xem những biến hóa giữa vòng thứ hai và vòng thứ nhất. Bạch vụ đi xuống lầu, không cần đi nhìn buồn vệ sinh, khăn mặt cùng với đồ dùng rửa mặt bên trong tất nhiên chỉ có của gia Khải Nhi. Bạch vụ trực tiếp đi tới phòng khách. Vị trí của búp bê không thay đổi, thế nhưng ngã lệch ở trên ghế salon, trông giống như gia Khải Nhi nằm nghiêng trên sàn nhà vậy. Trên bàn cà phê vẫn có điện thoại di động, trên tường vẫn không có tivi. Có vẻ như không có gì thay đổi, nhưng trên thực tế Bạch Vũ biết rằng mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn. Thế giới nội tâm này, đích xác kỳ quái, khung cảnh tuy rất nhỏ, thế nhưng lại là một tầng bảy một tầng. Bạch Vũ đã cảm nhận được điều đó, cứ như thể hắn đang chơi một trò chơi mô phỏng. Cố chủ thần thông quảng đại, nhưng ý nghĩa để ta giải cứu gia Khải Nhi là cái gì? Bạch Vũ quyết định mở điện thoại di động ra một loạt tin nhắn lại bắn ra ngoài. Bà cô, ta đối đãi với người không tốt sao? Mã lâm ta đã từng hại ngươi sao? Ta an bài cho ngươi, đều là đại nhân vật, thậm chí có người có thể nói chuyện cùng với hạch tâm thành, người hãy nhìn những ngôi sao điện ảnh khác, ai có nhân khí cao như ngươi? Ai có tỷ lệ xuất hiện nhiều như người? Đây đều là công sức của ta. Nghe điện thoại đi. Nghe điện thoại đi. Ngươi không đi buổi đấu giá nếu như ngươi không đi buổi đấu giá ta cho ngươi biết ngươi đắc tội thế nhưng là nhóm cự đầu thành phố máy móc ngươi sẽ không thể lăn lộn ngoài đời nữa đừng có làm rộn nữa được không trả lời điện thoại của ta tổ tông của ta ngươi là mẹ ruột của ta về sau ta cam đoan không an bài người xã giao với những người đó tin nhắn của mã lâm rất nhiều phía trước còn là khẩn cầu nhưng đằng sau như thể là phát hiện ra gia khải nhi hạ quyết tâm sẽ không quay lại cũng sẽ không tham dự buổi đấu giá gã liền lộ ra diện mạo chân thật đồ cái thứ không biết điều không có lão tử tìm cho ngươi những công việc này người cho rằng ngươi là ai đừng tưởng rằng người đặc thù kẻ có vóc dáng như người trong nội thành cũng không phải là không có ta không có bát cơm ngươi cũng đừng hồng sống khá giả những bê bối giữa người cùng với những đại nhân vật đó ta sẽ tiết lộ toàn bộ ra ngoài ngươi đừng tưởng rằng ngươi có thể có được kết thúc tốt đẹp ngươi đang giả bộ thanh cao gì vậy hãy nhìn xem người đang mặc cái gì loại nào không phải là ta đưa cho ngươi không có ta gia khải nhi người thì được tính là cái quái gì con người có đôi khi là buồn cười như vậy rõ ràng mình mới là ký sinh trùng nhưng lại không nhìn thấy rõ hiện thực mã lâm cho rằng mọi thứ của gia khải nhi đều là gã cho nhưng trên thực tế không có gia khải nhi mã lâm cũng không có khả năng nói chuyện cùng với những đại nhân kia trong hộp thư rác gia khải nhi cũng nhận được rất nhiều tin nhắn từ cha mẹ từ trong những tin nhắn này bạch Vũ đang nghe truyện trên tv audio cv đột nhiên biết được một bí mật ngươi đang nói cái gì nếu như không phải là chúng ta nuôi nấng ngươi từ nhỏ người cho rằng ngươi có thể có hôm nay đừng liên lạc khi còn bé ngươi ăn ở cùng chúng ta hiện tại lại bảo ta đừng có liên lạc bạch nhãn lan ta làm sao lại nuôi một con bạch nhãn lan như ngươi nếu không phải ta cầu xin vị đại nhân kia cho ngươi sửa bột và thức ăn ngươi một ngày cũng không sống được đồ nhân loại nguyên thủy hèn hạ kém cỏi nhân loại nguyên thủy bốn chữ này khiến cho bạch vụ bừng tỉnh đại ngộ nàng là nhân loại nguyên thủy trách không được nhìn nhỏ nhắn xinh xắn như vậy trách không được nàng so sánh cùng với các cơ giới tộc khác dáng người cũng cực kỳ tương tự với nhân loại đây dĩ nhiên là một nhân loại nguyên thủy nếu như gia khải nhi là nhân loại chân chính như vậy quá trình biến hóa của nàng liền không phải là máy móc có linh hồn mà là máu thịt biến thành máy móc kể từ đó gia khải nhi ác đọa hóa mọc ra đôi cánh máu thịt linh kiện máy móc trên người sẽ tróc ra cũng liền có thể nói thông cuối hộp thư rác có thêm hai dòng tin nhắn chẳng qua khi nhìn thấy nội dung tin nhắn phổ lôi nhãn cho ra lựa chọn toàn bộ thế giới đều đang trào phúng một kỹ nữ tên là gia khải nhi nàng là kẻ lăng nhăng lại giả bộ như thanh cao nàng có cha mẹ yêu thương nàng có người đại diện đáng tin cậy một lòng vì tiền đồ của nàng nhưng nàng lại vong ân phụ nghĩa cánh cứng cáp rồi trở mặt người cho rằng ta đang nói cái gì tất nhiên ta đang nói về phiên bản mà mọi người trên thế giới đều quen thuộc chỉ có người mới biết chân tướng là như thế nào bây giờ bạn có hai lựa chọn gửi tin nhắn thứ nhất ta không muốn sống nữa thế giới sẽ bị hủy diệt ngươi cũng sẽ theo thế giới nội tâm sụp đổ vĩnh viễn chôn vùi ở bên trong cho nên người kỳ thật chỉ có một lựa chọn, gửi đi tin nhắn thứ hai, thật xin lỗi, tha thứ cho ta, ta biết sai rồi, lựa chọn một lần nữa. Không có tâm tình tiêu cực, Bạch Vũ không thể cảm giác được loại tuyệt vọng này. Nhưng hắn có phần thông cảm cho Gia Khải Nhi. Nếu những gì bản thân đang trải qua bây giờ thực sự xảy ra với Gia Khải Nhi, như vậy lúc này nàng nhất định rất khổ sở. Trong những ngày qua, vận mệnh của Gia Khải Nhi phát sinh biến hóa long trời lở đất nàng hoặc là lựa chọn tử vong mang theo chửi rủa cùng với chửi bới trên khắp thế giới chết đi hoặc là lựa chọn thỏa hiệp tiếp nhận những điều quá đáng hơn nhưng ít nhất là một tương lai tươi sáng lấy cái chết làm rõ ý chí rất có thể là cách làm của nàng ở trong hiện thực nhưng rất hiển nhiên cố chủ cho rằng đây không phải là giải pháp tối ưu ta hiện tại chỉ có thể chọn gửi tin nhắn thứ hai bạch vụ mơ hồ cảm thấy người khởi xướng nhiệm vụ dường như muốn sử dụng một hệ thống tương tự như trò chơi để tìm một kết cục hoàng mỹ cho gia khải nhi thế nhưng kết cục thật sự tồn tại sao cố chủ là ai số không sao cuối cùng bạch vụ chọn gửi đi tin nhắn thứ hai sau đó trở lại lầu hai trong chớp mắt kết nối với gia khải nhi hắn nhẹ giọng nói tuy không biết ngươi có thể nghe được hay không thế nhưng ngươi không cần phải sợ ta sẽ dẫn người đi ra ký thức một lần nữa rơi vào bóng tối không biết qua bao lâu bạch vụ mở mắt ra còn tưởng rằng có thể thấy được cảnh tượng khác nhưng cảnh tượng mặc dù có biến hóa lại vẫn là biệt thự của gia khải nhi gia khải nhi vẫn nằm nghiêng trên mặt đất như trước nhưng những cơ giáp thô to trên người đó đã không còn bạch vụ cũng không biết vòng đầu tiên là thế giới nội tâm hay bây giờ mới là thế giới nội tâm hắn nghĩ tới một sự kiện khi ta và lão tạ vừa tới nội thành nữ lái xe điên cùng kia như thể cảm thấy rất hứng thú đối với loại ngoại hình nhân loại nguyên thủy này như vậy loại ngoại hình nguyên bản như gia khải nhi nhưng lại bao trùm máy móc là có lực hấp dẫn rất lớn đối với cơ giới tộc nhưng linh hồn trong cơ thể của cơ giới tộc là linh hồn nhân loại dựa theo thuyết pháp của lão tạ là linh hồn nhân loại đã tồn tại tuy không biết lão tạ là như thế nào biết được chẳng qua điểm này nếu như là thật vậy có nghĩa là ký ức trong linh hồn bị thủ tiêu thậm chí ngay cả nhận thức cũng bị sửa lại cơ giới tộc không có năng lực sinh sôi nảy nở sự ra đời của cơ giới tộc hẳn là có quan hệ cùng với hạch tâm thành mà tất cả những điều này tất nhiên là số không tạo ra có hay không có nghĩa là là số không sửa lại nhận thức của cơ giới tộc kể từ đó bi kịch của gia khải nhi kỳ thật cũng có quan hệ cùng với số không trong thế giới do số không thiết lập này loại máy móc đột biến từ nhân loại nguyên thủy như gia khải nhi căn bản chính là một loại bi kịch lắc đầu Bạch Vũ nhìn Gia Khải Nhi, trong vòng trước, người mặc những cơ giáp cồng kền này là vì muốn làm một người cơ giới tộc thuần túy đúng không? Người cho rằng như vậy là có thể thoát khỏi khốn cảnh. Gia Khải Nhi tự nhiên không thể trả lời. Hãy là chính mình đi, dạng cách nghĩ này là không hiện thực. Bạch Vũ bắt đầu quan sát căn phòng này, Gia Khải Nhi tuy hôn mê, nhưng đã khôi phục bộ dáng ban đầu. Trên người không có máu thịt nhô lên, cũng không có linh kiện máy móc bong ra, căn phòng cũng trong sạch sẽ. Dựa theo thuyết pháp của ánh mắt, trong vòng thứ hai, chính mình có hai lựa chọn, lựa chọn thứ nhất, ta không muốn sống nữa. Lựa chọn này sẽ dẫn đến thế giới sụp đổ, vì vậy Bạch Vũ không có chọn, chỉ có thể chọn lựa chọn thứ hai, thỉnh cầu tha thứ. Vì vậy Gia Khải Nhi lấy được tha thứ. Bạch Vũ đi tới tầng trệt, đi thẳng tới phòng khách, rất hiển nhiên phòng khách mới là chiến trường của trò chơi. Lần này con búp bê không còn nằm nghiêng nữa, nó quay mặt vào trên tường TV. Mà trên tường TV, lần này có TV. Những biến hóa này đã chứng thực suy đoán của Bạch Vụ, không có thuyết pháp quay trở về vòng 1, ánh mắt tuy gợi ý như vậy, nhưng đó chỉ là một loại thao tác kéo dài tánh mạng. Trong vòng đầu tiên, hắn đã chọn cách cắt đứt mối quan hệ với cha mẹ của mình, vì vậy trong vòng 2, Gia Khải Nhi đã phải chịu nhiều tai tiếng, đối mặt với lựa chọn tử vong và hòa giải, hắn đã lựa chọn hòa giải hiện giờ đi tới vòng thứ ba. Vòng thứ ba, trên bàn trà vẫn như trước có điện thoại di động, trên tường tivi còn có tivi. Bạch Vũ suy nghĩ một chút, quyết định nhìn điện thoại di động trước. Ở trong tin nhắn đã gửi đi, Bạch Vũ thấy được tin nhắn chính mình không có lựa chọn lúc trước. Sau khi hắn lựa chọn để cho Gia Khải Nhi hòa giải cùng với cha mẹ còn có người đại diện Mã Lâm, cha mẹ một lần nữa gửi tin nhắn muốn tới tham Gia Khải Nhi. Gia Khải Nhi thoáng sửa đổi một chút nội dung, Trả lời tin nhắn thứ hai trong vòng thứ hai, được, cảm ơn các ngươi đã tha thứ cho ta, như vậy ta sẽ chuẩn bị một chút, các ngươi muốn tới ở bao lâu? Có muốn ăn cái gì không? Ta kỳ thật có rất nhiều lời muốn nói đối với các ngươi, chỉ là mỗi lần gọi điện thoại cho các ngươi, các ngươi đều rất bận rộn, vừa vặn các ngươi tới, ta cũng xin phép nghỉ. Bạch Vũ lắc đầu, cuối cùng vẫn trở về điểm ban đầu. Nhưng sự thay đổi của cảnh tượng lại rất khác so với điểm ban đầu. Bạch vụ bật TV lên. Các bằng hữu thành phố máy móc vẫn còn không mua được phương tiện đi lại mà sầu muộn. Hoa hướng dương xe xe cần hen, không có có xe ở giữa trên lệch giá mà là người mua giao dịch với nhà bán xe. Muốn mua xe, liền đến hoa hướng dương xe xe cần hen, quảng cáo, đổi kênh. Đổi kênh. Lâm tiến sĩ, xin hỏi nghĩ như thế nào về cuộc đấu giá? Ngài cho rằng ai ốc cu rốt lần này có thể kéo dài vận mệnh, một lần nữa đoạt được khoa học kỹ thuật mới của hạch tâm thành hay không ách về điểm này bây giờ còn thật khó để nói đổi kênh bạch vụ không rảnh nghe tiến sĩ diễn thuyết lập lờ nước đôi chẳng qua hắn rất ngạc nhiên trong thế giới hiện thực những chương trình này có thực sự tồn tại song sát chí tôn tái hiện giang hồ theo phóng viên tin tức của bản đài song sát chí tôn bị nghi ngờ là tay chân mới của ám dạ tài quyết là hai người mới có thực lực cường đại sự hiện hữu của bọn họ sẽ có ảnh hưởng đến kết quả buổi đấu giá hay không? liệu có phải là ai óc cu rốt vì đạt được khoa học kỹ thuật của hạch tâm Thành cũng cố địa vị bá chủ nội thành mà đi một bước cờ hiểm hay không? bạch vụ lần này không có đổi kênh bởi vì trong video có người chụp được bóng lưng của song sát chí tôn cho dù rất mơ hồ và không có khuôn mặt nhưng bạch vụ vẫn là nhận ra trong nháy mắt song sát chí tôn rõ ràng là ngủ cửu cùng với trịnh Nhạc. chật chật Phó đoàn trưởng cùng với người lười kia một tuần này đến cùng đã trải qua cái gì, làm sao cảm thấy kịch bản còn kích thích hơn cả ta. Nhân loại nguyên thủy đánh ra một chiến thiên địa ở trong cơ giới tộc, chuyện này hợp lý sao? Ngũ cửu tuy rất mạnh, nhưng Bạch Vũ không cho rằng ngũ cửu có thể đánh thắng cơ giới tộc tại khu vực màu đen. Vũ khí công kích của cơ giới tộc, ở trong nhắc nhở của ánh mắt, nếu như không có bất kỳ vũ trang nào, dùng thân thể nhân loại thuần túy để nghênh địch, cho dù là công đồ ngoài thành, dùng vũ khí cấp thấp cũng có thể tạo thành tổn thương thật lớn đối với thân thể nguyên thủy hiển nhiên vũ khí do số không thiết kế đối với thế lực nguyên thủy có lực lượng tăng thêm nào đó đương nhiên đây là nhằm vào nhân loại xem ra là kính hoa thủy nguyệt lại nói tiếp trên người trịnh nhạc đích xác không có sự cuồng vọng như liễu hổ yến tự tại cảm giác cho ta chính là một người lười phong cách hoàn toàn bất đồng so với những người đội trật tự khác phó đoàn trưởng lại có thể ở thật vui cùng với trịnh nhạc cảm giác được phó đoàn trưởng đã có tiến bộ. Bạch Vũ không biết Ngũ Cửu đang bắt chức hắn. Song sát chí tôn là người một nhà, điểm này xem như là một cái ưu thế. Nhưng điều kiện tiên quyết là tin tức này là thật. Đối với việc trong đầu gia Khải Nhi tại sao lại có những tin tức này, độ thật giả của tin tức như thế nào, Bạch Vũ cũng không biết được. Đổi kênh. Chào các khán giả trước màn hình, chào mừng các ngươi đến với chương trình lời ước hẹn lần này chúng ta phỏng vấn cha mẹ của đại minh tinh gia khải nhi như chúng ta đã biết sự thành công của gia khải nhi có quan hệ rất lớn đến tình yêu thương của cha mẹ dành cho nàng lần này chúng ta hãy xem xét kỹ hơn cách cha mẹ cô ấy đã nuôi dạy một tiểu cô nương thường thường không có gì lạ trở thành minh tinh của cơ giới tộc chúng ta không có đổi kênh nếu như không phải là cần hiểu rõ một ít tin tức bạch vụ thật sự là vô cùng muốn đổi kênh như thể là bởi vì nhận được tin nhắn hòa giải của gia khải nhi cảm nhận được gia khải nhi đã nhận thức được sự kinh sợ cha mẹ vô cùng lớn lối người cha trực tiếp đăng ký các chương trình truyền thông và bắt đầu tham gia các chương trình tạp kỹ sử dụng danh tính của con gái mình là gia khải nhi để vơ vét của cải ở trong cái gọi là chương trình lời ước hẹn này cha của gia khải nhi đã nói rất nhiều về việc gã đối xử tốt với con gái mình khi nàng còn nhỏ ba người trong gia đình đều rất nghèo nên đều uống nước để chuyển đổi nhường dầu máy cho con gái. Nàng được cả nuôi nấng tử tế, dầu gần như trào ra ngoài, khăn mặt mỗi lần cũng sẽ dính đầy dầu. Đại khái là người cơ giới tộc cho rằng, dầu tràn ra, đại biểu cho dinh dưỡng được bổ sung đúng chỗ. Mọi người hoang hô một mảnh, mọi người cảm kích cha của Gia Khải Nhi, cảm tạ người cha cơ giới tộc tầm thường này, đã nuôi dạy ra Gia Khải Nhi mỗi người yêu thích. Chỉ có bạch vụ lộ ra vẻ mặt bình tĩnh xem tivi, nắm tay vô thức siết chặt những lời này nghe đích thực là một người cha đang chăm sóc con gái nhưng trong này có một chi tiết làm cho người ta sởn tóc gáy đó chính là gia khải nhi khi còn bé vẫn là nhân loại nhân loại nguyên thủy gia khải nhi dùng khăn mặt dính đầy dầu trong cốc của mọi người đều là nguồn nước nàng khao khát nhưng duy chỉ có trong cốc của nàng là dầu máy có thể tưởng tượng người nhà của gia khải nhi vào thời điểm nhìn gia khải nhi uống dầu máy là một loại sắc mặt biến thái như thế nào có lẽ lúc đó, cha mẹ của Gia Khải Nhi căn bản cũng không biết Gia Khải Nhi sẽ trở thành minh tinh, bọn hắn chỉ biết, trong nhà mình bỗng nhiên nhiều thêm một món đồ chơi. Một món đồ chơi nhân loại nguyên thủy. Một nhân loại uống dầu máy xong, hẳn sẽ phải chết không thể nghi ngờ, Gia Khải Nhi không có chết, mà là biến thành cơ giới tộc. Quá trình này có thể nói là kỳ tích, thế cho nên trong đầu Bạch Vũ có một cái hình ảnh, vào lúc hấp hối sắp chết, Gia Khải Nhi phản phất như ở trong mộng cảnh gặp được một thiếu niên. Vì vậy nàng còn sống, kể từ ngày đó, nàng từ nhân loại nguyên thủy, biến thành cơ giới tộc. Cuộc đời bi thảm của nàng, có phải hay không là do người thiết kế? Bạch vụ ngẩng đầu, như thể tòa nhà này cũng không có cản trở tầm nhìn của hắn, phản phất như hắn đang nhìn thẳng vào hạch tâm thành khổng lồ trên bầu trời. Thiên địa sẽ không đáp lại phàm nhân nhỏ bé. Đợi đến khi chương trình kết thúc, Bạch Vũ bắt đầu đổi kênh, sau khi xem tất cả các chương trình và xác nhận rằng không có bỏ sót thông tin nào hắn tắt TV. Hành động này giống như là kích hoạt nội dung cốt truyện, ở trong chớp mắt bạch vụ tắt tivi, điện thoại di động bỗng nhiên vang lên. Ngài có một tin nhắn văn bản mới, từ trong tin nhắn của Gia Khải Nhi có thể nhìn ra, cha mẹ cũng rất ít khi liên lạc với Gia Khải Nhi, khi Gia Khải Nhi gọi điện cho bọn hắn, bọn hắn luôn nói rằng bọn hắn đang bận. Coi như là yêu cầu Gia Khải Nhi làm sự tình, cũng đều là thông qua tin nhắn. Hiển nhiên, trong thành phố máy móc này cũng có một bộ phận cơ giới tộc phân biệt chủng tộc từ phản ứng của khán giả mà nói bọn họ không biết gia khải nhi khi còn bé là nhân loại nguyên thủy chuyện này chỉ có mã lâm tương đối mật thiết cùng với gia khải nhi cùng với cha mẹ của gia khải nhi biết có lẽ có một bộ phận người cơ giới tộc tương đối là kỳ thị nhân loại nguyên thủy chẳng qua vì sao mình cùng với tạ hành tri không có gặp được loại kỳ thị này thậm chí phó đoàn trưởng cùng với trịnh nhạc cũng có thể lăn lộn thành song sát trí tôn bạch vụ cảm thấy có chút kỳ quặc hắn trước tiên vẫn là nhớ tới nữ lái xe lúc trước nữ lái xe nói chưa từng gặp thân máy giống như mình có hay không có nghĩa là sáu người điều tra lần này ở trong mắt cơ giới tộc đều là cơ giới tộc chân chính bởi vì nguyên nhân nào đó dẫn đến nhận thức của cơ giới tộc bị sửa đổi như vậy gia khải nhi kỳ thật là một trường hợp đặc biệt bạch vụ mở điện thoại di động ra Thanh âm của cha gia Khải Nhi truyền đến, ngươi đã suy nghĩ về sự kiện buổi đấu giá chưa? Nếu như còn muốn làm con gái của ta, đã nói ngươi cũng biết liêm sĩ, tin nhắn lần trước của người làm tổn thương ta, thế nhưng ta cũng không so đo với ngươi, ngươi xem, ta ở trong tiết một lời ước hẹn, đã nói chúng ta thân mật đến cỡ nào, hy vọng người biết tri ân đồ báo, vị trí đấu giá viên người phải làm, nháy mắt vài cái với người ai óc cu rốt, bọn họ sẽ thích ngươi. Cha của Gia Khải Nhi có lẽ không có biến thái bằng cha hắn, cũng không có tà ác như Trung Húc. Nhưng Bạch Vũ cảm thấy miệng của gã rất buồn nôn. Lúc này ánh mắt bỗng nhiên cho ra nhắc nhở. Sắp tiến vào vòng tiếp theo. Dòng thời gian sẽ có chút hơi cải biến. Đã chuẩn bị tốt tinh thần cho kết cục vòng thứ ba chưa? Bật tivi lên để cho chúng ta nhìn xem lần này người chọn kết cục gì. Bạch Vũ nhíu mày, trong nội tâm có một loại dự cảm bất hảo. Hắn bật TV lên. Nhưng tất cả các chương trình dường như đang chạy với tốc độ gấp 240 lần vậy, hình ảnh vô cùng nhanh, thanh âm cũng không có cách nào phân biệt. Cùng với sự thay đổi nhanh chóng của hình ảnh, còn có ánh sáng và bóng tối của môi trường. Thời gian dường như tăng tốc đột ngột vào lúc này. Bạch vụ thông qua cửa sổ kính từ trần đến sàn của phòng khách, nhìn thấy ánh sáng và bóng tối bên ngoài phòng cũng thay đổi với tốc độ rất nhanh, luân phiên ngày và đêm cũng rất nhanh. Gia Khải Nhi thậm chí còn tỉnh lại, mở cửa phòng ra, Bạch Vũ phản phất như không tồn tại vậy, Gia Khải Nhi cùng với người nhà của nàng nói chuyện với nhau một phen. Chẳng qua quá trình này rất nhanh, Bạch Vũ tuy có thể bắt được động tác, thế nhưng không thể bắt được thanh âm. Cuối cùng, Gia Khải Nhi biến mất, người nhà của nàng cũng biến mất. Thời gian khôi phục như bình thường, trên TV truyền ra giọng vô hồn của phát thanh viên, theo phóng viên của bản đài đưa tin đại minh tinh gia khải nhi bởi vì thao tác không đúng ở trên buổi đấu giá đã dẫn phát ban phái xung đột bên trong thành viên ban phái nghi ngờ có người nhiễm virus rao quy mô xung đột rất lớn thân thể của gia khải nhi đã triệt để báo hỏng chúng ta không thể lại nhìn thấy kỹ thuật nhảy uyển chuyển của nàng làn sóng giận dữ sắp đến nơi lúc này bản đài nhắc nhở mọi người hãy trốn ở nơi an toàn đừng có tùy ý ra ngoài đi lại đoạn đưa tin băng giá kết thúc mặc dù gia khải nhi trông như được toàn dân yêu thích nhưng trên thực tế nàng ở trong cái thế giới này cũng chỉ là một loại đạo cụ để lấy lòng mọi người vào thời điểm nàng chân chính biến mất mọi người sẽ không thương tiếc nàng bởi vì thế giới này là một thế giới lý tính những người sống cảm tính đều bị lây nhiễm virus rau cơ giới tộc là sẽ không làm sự tình nguy hại đến bản thân nhưng gia khải nhi có thể làm nữ nhân này có ghê tẫn cùng với yêu thích đối với cha mẹ cơ giới tộc nàng có lẽ là bởi vì thể chất nửa máy móc nửa nguyên thủy dẫn đến tình cảm của nàng đối với thế giới này cực kỳ phức tạp vì vậy lõi cơ học cần phong bế rất nhiều tâm tình nhưng vô dụng gia khải nhi thân là nhân loại nguyên thủy vẫn như trước sẽ làm ra rất nhiều lựa chọn sai lầm nguy hại đến bản thân nàng là một nhân loại nguyên thủy cũng là một người nhiễm virus trao nghiêm trọng chúc mừng ngươi ngươi đã đạt được kết cục bế tắc nhất trong lịch sử ngươi có lẽ sẽ rơi vào mê mang gia khải nhi lựa chọn đoạn tuyệt quan hệ cùng với cha mẹ kết cục tồi tệ lựa chọn hòa giải cùng với cha mẹ, kết cục tồi tệ, như vậy phải như thế nào mới có thể có được một kết cục tốt đẹp? Cố chủ muốn người chữa trị cho Gia Khải Nhi, có phải là hy vọng người có thể thông qua Gia Khải Nhi, cho y năm đó, một câu trả lời thỏa đáng hay không? Chúng ta hãy bắt đầu vòng thứ tư. Lần này, Bạch Vũ không cần quay lại lầu 2 để kết nối với Gia Khải Nhi. Bởi vì Gia Khải Nhi đã chết. Nhưng vào giờ khắc này, thời gian bắt đầu chảy ngược màn hình tv bắt đầu phát ngược cửa phòng lại mở ra gia khải nhi trở lại lầu 2 bạch vụ cũng bị lực lượng nào đó cưỡng ép kéo về cảnh tượng vòng thứ ba gia khải nhi nằm nghiêng té trên mặt đất bạch vụ vừa mới nói xong câu kia hãy là chính mình dạng cách nghĩ này là không hiện thực những lời này theo bạch vụ là có chút châm chọc bởi vì nói xong câu đó hắn vẫn không ngăn cản được bi kịch của gia khải nhi phát sinh sự hiện hữu của ta nếu như chỉ là một người quan sát ta là không có cách nào trợ giúp ngươi, ta cũng cần càng nhiều quyền hạn. Gia Khải Nhi đương nhiên vẫn là hôn mê bất tỉnh, chẳng qua ở vòng thứ tư, Bạch Vũ Đích Xác đã mở khóa đạo cụ mới. Mọi thứ bắt đầu lại từ đầu. Bạch Vũ lần này không phải là thông qua kết nối với Gia Khải Nhi, mà là giống như quay ngược thời gian. Như thể lựa chọn lúc trước của Gia Khải Nhi, bất kể chọn thế nào, đều là tử cục. Sau đó, nhà thiết kế trò chơi đã cho Bạch Vũ một cơ hội để lựa chọn lại. Vừa vặn vào lúc này, phổ lôi nhãn cũng bắn ra chú thích. Chào mừng các bạn đến với tập 4 Cuộc sống hạnh phúc của Gia Khải Nhi. Trong tập trước, chúng ta đã nói về kẻ biên kịch ngu xuẩn đã khiến Gia Khải Nhi hòa giải với cha mẹ. Kết quả chúng ta thấy được cái gì? Khi người bị bắt nạt quyết định dung thứ cho kẻ bạo hành, đổi lấy không phải là hòa giải chân chính, mà là kẻ bạo hành sẽ càng táo bạo và trắng trợn. Hơn trong tập 4 Cuộc sống hạnh phúc của Gia Khải Nhi, kẻ biên kịch ngu xuẩn sẽ quyết định như thế nào đây? cùng xem số phận đã chuẩn bị quà gì mới cho gia khải nhi nhé lần này bạch vũ quyết định đi tới phòng khách thời gian đã thực sự quay ngược trở lại búp bê vẫn xem tivi như trước chương trình trên tivi vẫn giống như lần đầu tiên được bật một chương trình đang quảng cáo một nền tảng ô tô đã qua sử dụng và một chương trình nói về cách buổi đấu giá sẽ ảnh hưởng đến tương lai ngoài ra còn có một bộ phim hoạt hình về cuộc đua cơ học cùng với lại một lần nữa thấy được bóng lưng của song sát chí tôn Bạch Vũ đi tới phòng khách, tin nhắn kia của Gia Khải Nhi đã được gửi đi. Được, cảm ơn các ngươi đã tha thứ cho ta, như vậy ta sẽ chuẩn bị một chút, các ngươi muốn tới ở bao lâu? Có muốn ăn cái gì không? Ta kỳ thật có rất nhiều lời muốn nói đối với các ngươi, chỉ là mỗi lần gọi điện thoại cho các ngươi, các ngươi đều rất bận rộn, vừa vặn các ngươi tới, ta cũng xin phép nghỉ. Mọi thứ dường như đã trở thành kết cục đã định. Gia Khải Nhi lại lựa chọn hòa giải một lần nữa. Bạch vụ nhíu mày, làm sao để giải quyết tình huống này? Đây không phải là bước vào một vòng lặp vô hạn. Một khi hòa giải, chính mình sẽ trở lại thời điểm này. Nhưng lúc này Gia Khải Nhi đã gửi đi tin nhắn hòa giải. Bạch vụ tỉnh táo lại. Hắn ngồi ở trên ghế sofa bắt đầu thử lại. Từ điện thoại di động có thể phân tích ra Gia Khải Nhi là một người rất mâu thuẫn, muốn đạt được sự lý giải của cha mẹ, nhưng lại biết thái độ chân thật của cha mẹ, tình cảnh của nàng cũng rất tuyệt vọng hòa giải cũng thế đoạn tuyệt quan hệ cũng thế cũng sẽ dẫn đến tử cục bạch vụ hiếp mắt xuất thần nhìn tin nhắn kia vấn đề lớn nhất ở chỗ giữa ta cùng với gia khải nhi không thể cứu thông bằng không thì chờ đã không đúng bạch vụ thấp thoáng cảm giác được chính mình đã bỏ sót tin tức trọng yếu nào đó làm quyết định thay cho gia khải nhi chính là ta người biên kịch mà ánh mắt nói hẳn không phải là cố chủ nhiệm vụ mà là ta mới đúng có lẽ tin nhắn trong điện thoại di động chính là phương thức liên lạc giữa ta cùng với gia khải nhi nơi này không phải là thế giới hiện thực mà là một cái thế giới tinh thần cực kỳ méo mó bạch vụ hiện tại không xác định được cái chỗ này có phải là thế giới nội tâm hay không bởi vì thế giới này của gia khải nhi dường như rất khác so với thế giới nội tâm của các cơ giới tộc khác mà hắn nhìn thấy nơi này càng giống như là một cái thế giới trò chơi muốn cải biến kết cục trò chơi liền phải tìm được phương thức liên lạc giữa mình cùng với Gia Khải Nhi, để cho ý nghĩ của mình, truyền đạt cho Gia Khải Nhi. Lúc này hắn nhận thấy một sự kiện, Gia Khải Nhi gần như không xóa bỏ bất kỳ tin nhắn nào giữa mình và người nhà. Có lẽ là bởi vì giao lưu quá ít cùng với cha mẹ, những tin nhắn giao lưu này liền hiển lộ rất trân quý. Hay hoặc là, là muốn để cho những tin nhắn này nhắc nhở chính mình, những người này cũng không phải là thật sự yêu chính mình. Tuy Gia Khải Nhi đã gửi tin nhắn đi, nhưng ta chưa hẳn đã không có không gian thao tác, ngón trỏ gõ nhịp vào bàn cà phê, Bạch Vũ bắt đầu suy nghĩ kỹ hơn về tình cảnh của Gia Khải Nhi. Chỉ hòa giải là không đủ. Nếu nạn nhân cầu xin sự tha thứ của kẻ bạo hành mà có thể có hiệu quả, như vậy kẻ bạo hành liền không còn là kẻ bạo hành, thế giới này rất tàn khốc, Gia Khải Nhi phải thực hiện một số thay đổi. Phương thức suy nghĩ của cơ giới tộc có chút lý tính, bọn họ có thời điểm cảm tính, nhưng khi đưa ra phán đoán cảm tính sau khi lõi cơ học cho rằng là hợp lý thì mới làm như vậy cũng chính là lõi cơ học sẽ căn cứ vào các loại số liệu phán đoán hành vi của người nào đó có phù hợp với lợi ích của người nào đó hay không như vậy xem ra cha mẹ của gia khải nhi cho rằng khống chế gia khải nhi là hợp lý người đại diện mã lâm cho rằng để cho gia khải nhi đi quan hệ với đại lão đã thông tiền đồ của gã cũng là hợp lý lõi cơ học phán đoán là làm như vậy có thể làm cho ký chủ đạt được tài nguyên cùng với địa vị tốt hơn bọn hắn không có suy tính trên đạo đức cho dù có cũng sẽ bị lõi cơ học đè ép liền giống như cao thiên hậu tuy đã có rất nhiều hải tặc rằng thép chết nhưng bởi vì tâm tình ấy nấy sẽ khiến cho gã làm ra cử động điên cuồng lõi cơ học liền trực tiếp phong bế tâm tình ấy nấy chẳng qua cơ giới tộc vẫn sẽ làm ra rất nhiều chuyện ngu xuẩn quyết định ở mặt tin tức mà lõi cơ học thu hoạch không được đầy đủ lõi cơ học phán đoán là căn cứ vào tin tức ký chủ đạt được để phán đoán trong đầu bạch vụ có một cái mạch suy nghĩ ta không thể đi ra khỏi căn phòng này nhưng từ chương trình tv mà nói thế giới bên ngoài vẫn là đang biến hóa cũng chính là ta tuy chỉ có thể thao tác ở trong căn phòng này nhưng quả thật có thể ảnh hưởng đến bố cục phía ngoài hắn gửi cho mã lâm một tin nhắn mã lâm ta đáp ứng người làm đấu giá viên của buổi đấu giá có tiền vì sao lại không kiếm chứ không đến 30 giây, Mã Lâm liền trả lời tin nhắn. Bà cô của ta, ngươi chính là mẹ ruột của ta, Ngươi cuối cùng cũng đã nghĩ thông suốt, ta có thể cam đoan với người, chỉ cần có quan hệ cùng với người Ai Kurok, ngươi liền nhất định có thể đạt được độ nổi tiếng mà các minh tinh khác không có, ngươi sẽ có lưu lượng truy cập lớn nhất. Hãy nghĩ về vũ khí mới nhất của Ai Kurok với hình dáng thiên thần của ngươi đi. Má. Vũ khí của Ai Kurok chắc chắn sẽ bán rất chạy điểm cống hiến phân đến cho hai ta cũng sẽ nhiều đến không đếm xuể tuy bạch vụ chưa từng gặp mã lâm nhưng ở trong cái thế giới này thông qua lời nói của mã lâm bạch vụ tin chắc rằng mã lâm là một thương nhân chưa hẳn đã có bao nhiêu ánh mắt am hiểu tính kế cỡ nào nhưng tuyệt đối là trục lợi cuồng nhiệt trong mắt người trục lợi chỉ có mua bán không có cảm tình đây là suy nghĩ của bọn hắn bạch vụ cười cười bắt đầu trả lời tin nhắn nhưng rất là tiếc nuối mã lâm ta rất cảm kích sự hỗ trợ của ngươi, thật sự, xin tin tưởng ta, không có ngươi, ta làm sao có thể lăn lộn đến địa vị hôm nay, và ta thậm chí sẵn sàng chia cho ngươi một nửa thu nhập của mình. Ta sẽ đăng chuyện này lên nhật báo, sửa hợp đồng với ngươi, dù sao ta cũng tin tưởng, ta có thể đi đến như hôm nay, trở thành tối minh tinh được mọi người thích, nhờ sự giúp đỡ của ngươi, người đại diện có năng lực nhất, tin nhắn mà bạch vụ gửi này, hiển nhiên vẫn còn chưa nói hết. Quả nhiên, Mã Lâm nhanh chóng trả lời, được sủng ái mà lo sợ, chỉ là vì sao lại tiếc nuối. Đã xảy ra chuyện gì không hay sao? Buổi biểu diễn sắp tới, để khiến cho Mã Lâm tin rằng mọi thứ là hợp lý, phải tận dụng tốt mọi tin tức. Bạch Vũ nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra trước đây. Cha mẹ của Gia Khải Nhi là trọng điểm chú ý của ta, cơ giới tộc cũng không có cách nào sinh sôi nảy nở. Tất cả các mối quan hệ gia đình trong cơ giới tộc, như thể cũng được định nghĩa bởi số không, hoặc là định nghĩa do số không chuyên môn thiết lập. Mà hiển nhiên, phụ thân và mẫu thân của Gia Khải Nhi đều vô cùng thích đệ đệ của Gia Khải Nhi. Trong các tin nhắn trước bọn họ liền đã đề cập để cho Gia Khải Nhi xuất tiền cho đệ đệ mua nhà tại chợ khu đông. Tất cả tin tức được Bạch Vũ sâu chuỗi thành một cái cục, một lần nữa cầm lấy điện thoại di động, những từ trong tin nhắn của Bạch Vũ đều lộ ra hơi thở bất đắc dĩ, dù sao ngươi cũng thường xuyên liên lạc với gia đình ta, biết rất rõ ta có một đệ đệ không nên thân, y chơi bời lêu lỏng, suốt ngày ẩu đã cùng với bọn lưu manh cơ giới tộc. Phí tổn cơ thể tổn hại ta đã trả rất nhiều lần. Ba mẹ ta rất hy vọng y có thể tìm công việc ổn định, hy vọng có công việc, y sẽ có thể thay đổi. Bạch vụ một lần nữa chỉ gửi một nửa tin nhắn. Loại thái độ muốn nói lại thôi này sẽ làm cho bên kia lo lắng. Làm sao vậy? Nếu cần công việc ta có thể hỗ trợ giới thiệu, ngươi cũng biết, ta đối với người nhà của người đều rất để tâm, ai bảo ta là bằng hữu thân mật nhất với người đây. Mã Lâm xác thực rất sốt ruột, gã đương nhiên đoán được điều mà Gia Khải Nhi không nói, nhưng vẫn muốn biết tin xấu nhất để có thể lên kế hoạch sớm nhất có thể. Thế nhưng Bạch Vụ một chút cũng không nóng nảy, chỉ là gửi một tin nhắn qua nói, bây giờ ta không tiện nghe điện thoại và gửi tin nhắn, người nhà ta đang ở đây, ta sẽ liên lạc lại với người sau. Sau khi lừa dối Mã Lâm xong, Bạch Vũ gửi một tin nhắn cho cha của Gia Khải Nhi. Đệ đệ gần đây thế nào, ta có một ý nghĩ chưa chính mùi muốn thương lượng với cha một chút. Ý nghĩ gì? Trực tiếp nói đi, thời gian của ta rất quý giá. Bạch Vũ biểu môi, kẻ làm cha này thật đúng là hiểu rõ nội tâm thiện lương của Gia Khải Nhi, giọng điệu này thật quá buồn nôn. Bạch Vũ nhớ lại một chút, Bạch Viễn tuy ngược đãi chính mình, nhưng mỗi lần mình nói cái gì, tên cùng biến thái ngược đãi này, ít nhất cũng sẽ nghiêm túc nghe thậm chí ở trong kế hoạch ngược đãi tiếp theo sẽ vừa ngược đãi vừa bổ sung chủ đề nói chuyện phím lần trước bạch vụ soạn tin nhắn nói đệ đệ một mực gây chuyện thị phi ta nghĩ rằng cha cũng rất lo lắng ngươi đang nói xấu y hãy quản tốt chính mình dù y có không hiểu chuyện đến đâu cũng tốt hơn ngươi bạch vụ vẫn là không nhanh không chậm phản hồi không 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 cha hiểu lầm rồi ta chẳng qua là cảm thấy cha nói đúng Ta hẳn là nên báo đáp cha Tin nhắn lần trước đã làm tổn thương cha Ta phải làm một chút bồi thường Không dối gạt cha Ta đã đáp ứng làm đấu giá viên Ta sẽ nỗ lực biểu hiện ở trước mặt cao tầng IOC Cô Rốt Thật sao? Người rốt cục cũng hiểu chuyện Ta rất vui mừng Đây mới là con gái tốt của ta Mắc câu Bạch vụ suy nghĩ một chút Cảm thấy vẫn là phải loại bỏ người cha này của gia Khải Nhi Loại kẻ làm cha này có sánh bằng chung hút hay không thì còn không rõ ràng, nhưng hiển nhiên không phải là cùng một cấp bậc so với Bạch Viễn. Lần này ta sẽ kiếm được rất nhiều tiền, người ai ốc cu rốt đã chào hỏi, thế nhưng ta có một sự tình muốn nói với ngài, là về đệ đệ, ta muốn để cho đệ đệ làm người đại diện của ta, bởi vì lần này Mã Lâm nói, gã muốn rút ra 50% lợi nhuận. Cha suy nghĩ một chút đi, ta có thể thành công, đều là dựa vào sự dạy dỗ của cha, hiện tại thông qua chương trình lời ước hẹn, mọi người đều biết sự khó khăn của cha. Tin nhắn này vẫn là nói một nửa như trước. Theo Bạch Vụ, cha của Gia Khải Nhi và Mã Lâm là cùng một loại người khác nhau chỉ là ở chỗ có lực ảnh hưởng bất đồng đối với Gia Khải Nhi. Quả nhiên, cha của Gia Khải Nhi rất nhanh phản hồi một tin nhắn, 50%. Gã làm sao dám? Gã là thứ gì? Gã dựa vào cái gì? Hàng loạt câu hỏi được gửi tới. Đúng vậy, gã quá tham, hơn nữa thường xuyên động thủ động cướp với ta cha cũng biết gã trước kia chính là lưu manh mặc dù có một chút nhấn mạnh nhưng so với cha là không có biện pháp so sánh hiện tại toàn bộ mọi người trong thành phố máy móc đều biết cha khi còn bé rất tốt đối với ta còn tốt hơn so với đệ đệ lúc này để cho đệ đệ tới làm người đại diện cũng là một câu chuyện khiến cho mọi người ca tụng không phải sao số tiền này thay vì để cho người ngoài kiếm không bằng để lại cho cha và đệ đệ cha nói xem có đúng không cha của gia khải nhi đương nhiên rất đồng ý lợi ích thật lớn bất kể là linh hồn của gã làm ra phán đoán hay là lõi cơ học làm ra quyết định cuối cùng cũng đều là nhất trí để cho mã lâm xéo đi để người của mình thay thế giống như bạch vụ phán đoán vậy cha của gia khải nhi không muốn nói nhiều với con gái loại chán ghét trong nội tâm kia rất khả nghi khả nghi đến mức bạch vụ cảm thấy như là có người đặc biệt bố trí thiết kế nhưng không quan trọng điều này làm cho thao tác nhắn tin của hắn rất thuận lợi bạch vụ nhìn búp bê nói nếu như người ngồi ở trung tâm ghế sofa thì đừng có làm con rối mặt cho người định đoạt khuynh quốc khuynh thành là một loại lực lượng không phải là một loại nhãn mát phải giỏi về sử dụng loại lực lượng này búp bê đương nhiên là sẽ không đáp lại bạch vụ chỉ là hy vọng thanh âm của mình có thể làm cho gia khải nhi nghe được ở vòng thứ tư câu trả lời mà bạch vụ đưa ra rất đơn giản kẻ yếu khẩn cầu là không thể còn sống Cam chịu số phận cũng thế, hòa giải cũng thế, đều là quyết định sai lầm. Chỉ có phản kháng. Mã Lâm, ta không biết phải làm thế nào, người biết gia đình của ta đấy, đệ đệ của ta luôn bắt nạt ta, thế nhưng mặc kệ y bắt nạt ta như thế nào, cha ta cũng đều trách cứ ta, không trách cứ y. Điều này có lẽ đã làm cho mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn, ta bất lực quá, ta không biết phải làm sao, chỉ có người mới có thể giúp ta. Ngươi là bằng hữu duy nhất của ta nếu như ngay cả ngươi cũng bỏ rơi ta ta làm sao có thể bỏ rơi ngươi đúng vậy người làm sao có thể cam lòng từ bỏ cây rụng tiền gia khải nhi bạch vụ cười vô cùng sáng lạng ngữ khí bên trong tin nhắn lại có vẻ nhỏ yếu đáng thương lại bất lực văn tự là một loại vũ khí cha ta nói muốn để cho đệ đệ trở thành người đại diện để cho ngươi cuốn gói ta không muốn ngươi rời đi mẹ kiếp đừng sợ Ta cũng sẽ không đi. Thứ đồ vong ân phụ nghĩa này. Trước tiên người đừng hoảng hốt, để ta giải quyết là được. Không, Mã Lâm, người vẫn là nên đi đi. Nếu như cha ta biết ta cho ngươi biết những điều này, ông ta sẽ giết ta đấy. Vậy thì đừng để cho cha ngươi biết, tin tưởng ta. Mã mô ta vào Nam ra Bắc, nếu ngay cả Bắc Cơm cũng đều không bảo vệ được, vậy cũng thật sự mất thể diện. Vậy thì người thật tuyệt vời, cố gắng lên nhé trong lòng bạch vụ cổ vũ mã lâm đồng thời gửi đi một tin nhắn không thể ngày mai cha mẹ ta sẽ đến thăm ta ta có thể không có biện pháp giúp ngươi địa điểm thời gian đều đã nói cho mã lâm kế tiếp làm như thế nào liền phải nhìn mã lâm đồng thời bạch vụ lại gửi tin nhắn cho cha của gia khải nhi cha ta thật sự không chịu được mã lâm ngày mai cha hãy mang người qua chúng ta thương lượng một chút phải làm như thế nào mới có thể để cho số tiền kia rơi vào tay cha ta thật sự không muốn cho mã lâm gã quá tham, tốt lắm, lần này người làm rất đúng. Người đã thật sự trưởng thành. Bạch Vũ cũng không lo lắng trong kế hoạch này, Mã Lâm sẽ lộ ra hoài nghi gì, bởi vì người này hiểu rõ hoàn cảnh gia đình đặc thù của Gia Khải Nhi. Gã rất rõ ràng bộ mặt chân thật của cha mẹ Gia Khải Nhi. Đặc biệt gã là người tham lam, còn mang theo một chút tiểu thông minh tự cho là đúng. Thậm chí những tin tức này, Mã Lâm cũng sẽ không để lại, sẽ không để cho người ta bắt được bất kỳ nhược điểm nào về phần phía cha của gia khải nhi những gì mình nói cũng là sự thật mã lâm không tham sao đưa gia khải nhi đến cho những đại nhân vật đó hưởng lạc vẻn vẹn chỉ điểm này liền đầy đủ để cho cha của gia khải nhi và mã lâm người chết ta sống dù sao cha của gia khải nhi thế nhưng cũng đã tham gia lời ước hẹn hiện tại chính là cha hiền quốc dân kế hoạch báo hiếu của hai cha con được khởi động ở vòng thứ tư bạch vụ đã khiến cho gia khải nhi nên đón một cái kết hoàn toàn khác theo tin nhắn không ngừng gửi đi, trò chơi mà chỉ có Gia Khải Nhi không bị thương này sắp tiến vào khâu cuối cùng. Loại vật danh tiếng và địa vị này là con dao hai lưỡi, Bạch Vũ cũng có thể chắc chắn rằng khán giả thích xem tiết mục về một người cha bảo vệ con gái mình, nhưng cũng tuyệt đối thích nhìn nhận vật người cha sụp đổ. Gia Khải Nhi tin tưởng, dựa theo nhân mạch trên truyền thông của Mã Lâm, dư luận sẽ có lợi cho bản thân. Những kẻ phản diện ở cả hai bên bắt đầu cắn xé, và Bạch Vũ độc ác nhất đang chờ vỡ kịch lớn bắt đầu. Đây là đáp án do Bạch Vũ đưa ra, ở trong thế giới vốn chỉ coi trọng lợi ích này, lòng tốt và sự bao dung là sai lầm. Gia Khải Nhi chỉ có học được cách bảo vệ bản thân, học được cách tấn công người khác, lộ ra nanh vuốt, mới có thể sinh tồn ở nơi này. Vận mệnh của nàng lại cải biến một lần nữa. Trong tập 4 Cuộc sống hạnh phúc của Gia Khải Nhi, Gia Khải Nhi bắt đầu phản kháng vận mệnh của chính mình, chật. Hãy nhìn nàng đi, nàng mọi việc đều thuận lợi, nàng lòng dạ rắn rết nàng bách chiến bách thắng như vậy gia khải nhi có thể đạt được thắng lợi cuối cùng sao bật tivi lên để chúng ta xem đoạn kết bạch vụ bật tivi lên theo lời trong quá trình này thời gian lại bắt đầu tăng tốc đại khái sau vài phút bạch vụ thấy được tin tức kế hoạch lần này đã thành công tốt đẹp mã lâm vạch trần những hành động ghê tởm của cha gia khải nhi mà cha của gia khải nhi cũng thành công tìm người tiêu diệt mã lâm Hình tượng người bị hại của Gia Khải Nhi khiến cho các con dân cơ giới tộc tại nội thành thương cảm một hồi, dù sao thì những thương cảm này cũng sẽ không tổn hại lợi ích của bọn hắn. Gia Khải Nhi như thể đã thức tỉnh loại đặc tính nào đó, tuy bởi vì một ít sự tình Gia Khải Nhi không có lộ mặt, nhưng nàng thông qua một ít con đường mà nhóm cơ giới tộc đều thích chú ý, chẳng hạn như blog cơ khí, phát biểu sự lên án của chính mình đối với cha và Mã Lâm. Nàng đã sống như một con búp bê suốt những năm qua, thanh tú và tươi sáng, nhưng linh hồn của nàng không thuộc về nàng đây vốn cũng là sự thật hiện giờ chân tướng trồi lên mặt nước nàng rốt cục cũng không cần chịu đựng sự tàn bạo của cha mẹ và người đại diện nữa nhưng chẳng biết tại sao bạch vụ lại cảm thấy có gì đó là lạ đây quả thật là gia khải nhi sao hắn bỗng nhiên có một loại bất an rất lớn chính mình dường như đã làm ra một quyết định sai lầm phương pháp đối phó với cha mẹ gia khải nhi cùng với người đại diện xác thực không có sai nếu như là bản thân bạch vụ hắn sẽ không có bất kỳ trở ngại nào bởi vì trong thời điểm khó khăn điều quan trọng nhất là sống sót nhưng rốt cuộc là 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 ở chỗ nào lúc này chương trình tv lại chuyển một lần nữa theo bản đài đưa tin trên buổi đấu giá bởi vì làn sóng giận dữ của virus rau đến nơi một số người bị nhiễm virus rau đã phá phách và làm mất trật tự buổi đấu giá này trong đó nữ minh tinh gia khải nhi bị nhiễm virus nghiêm trọng đã đạt tới kỳ biến dạng, Gia Khải Nhi bị đội bảo vệ chống virus tiêu hủy tại chỗ. Tin tức xuất hiện, khiến cho Bạch Vũ có chút không biết làm sao, rồi lại bừng tỉnh đại ngộ. Cùng lúc đó, cả thế giới bắt đầu rung chuyển, trong phòng đột nhiên xuất hiện rất nhiều gương mặt. Trên vách tường, trên tivi, trên ghế sofa, trên sàn nhà. Lần lượt những khuôn mặt tươi cười của Gia Khải Nhi xuất hiện ở trong nhà. Những khuôn mặt tươi cười này giống như khuôn mặt cười thanh tú của búp bê chúng xuất hiện dày đặc và nhìn bạch vụ với ánh mắt dễu cợt. Virus rút lây nhiễm biến dạng. Khi thân thể trong hiện thực của Gia Khải Nhi bắt đầu biến dạng, mọi thứ trong thế giới nội tâm cũng đều sẽ xuất hiện vạn vẹo thật lớn. Trong cả ngôi nhà, đâu đâu cũng có những khuôn mặt, chúng giống như mặt nạ của những khuôn mặt đang cười. Theo hình ảnh trên TV chuyển một lần nữa, đôi mắt trên những khuôn mặt này đều nhắm lại, như thể tiến vào trạng thái ngủ đông nào đó. Trên TV, là một đoạn lại một đoạn văn tự gia khải nhi thoát khỏi sự kiểm soát của cha mẹ và người đại diện ác ôn nhưng đó có phải là điều nàng muốn nàng đã là một phần tử của cơ giới tộc ngươi rõ ràng đã nhận ra nội tâm của gia khải nhi là mâu thuẫn lại vẫn là giúp đỡ gia khải nhi đưa ra một quyết định mà nàng hoàn toàn không thể đưa ra được nhân loại lựa chọn của ngươi cùng với cha mẹ của gia khải nhi có gì khác nhau sao có lẽ ngươi có thể nói ta đây là vì tốt cho gia khải nhi nhưng cha mẹ của nàng cũng có thể dùng lý do đồng dạng để an bài nàng đoạn nội dung đầu tiên kết thúc và đoạn thứ hai xuất hiện trên tv người cho rằng nguyên nhân gây ra virus rau là hành vi cảm tính sẽ thương tổn cơ thể vì vậy bị lõi cơ học phán định là hành vi không chính xác là do không tiếp nhận nhân tính của linh hồn tạo thành người cho rằng ngươi có thể trị liệu virus rau những nhận thức của người đối với virus rau thật sự là rất nông cạn nguyên nhân gia khải nhi bị nhiễm virus rau là vì nàng yêu cha mẹ những loại yêu này sẽ mang đến tổn thương cho nàng ngươi nhất định nghĩ rằng gia khải nhi hẳn là ghê tởm cha mẹ và người đại diện của nàng điều này sẽ không trở thành nguyên nhân dẫn phát vi rút rao dù sao thì nàng mặc kệ nhân tính hay là lợi ích trên lõi cơ học như thể cũng nên làm như vậy đoạn thứ ba nhưng ta có thể báo cho ngươi nguyên nhân chân chính cũng không phải là như thế tình yêu của gia khải nhi đối với cha mẹ lõi cơ học phán đoán là chính xác bởi vì trong thuật toán của lõi cơ học chỉ có không vi phạm cha mẹ mới có thể cam đoan lợi ích của mình nội tâm lõi cơ học đều ưu tiên quy tắc lợi ích tuyệt đối lõi cơ học mà ta thiết lập khả năng tính toán kia là có móc nối cùng với năng lực phán đoán của bản thân linh hồn cũng chính là lõi cơ học chỉ là một công cụ tính toán và phán định lợi ích cuối đoạn thứ tư bạch vụ đã biết những tin tức này đến từ ai nét mặt của hắn rất bình tĩnh Tuy còn chưa có xem hết Nhưng hắn đã biết chính mình phạm sai lầm ở nơi nào Cho nên người đoán xem Hành vi của người hoàn toàn không phù hợp với hành vi của Gia Khải Nhi Hận ý đối với cha mẹ Mới là nguyên nhân thực sự khiến nàng bị nhiễm vi rút Đơn giản mà nói Lõi cơ học là công cụ phán định cuối cùng Có quyền phủ quyết đối với việc ra quyết định của linh hồn cơ giới tộc Những phán định của lõi cơ học Quyết định ở nhận thức của bản thân linh hồn cơ giới tộc cho nên ngay cả khi lõi cơ học thỉnh thoảng có thể đưa ra lời khuyên, một người bị hại như Gia Khải Nhi cũng không có cách nào làm ra thao tác như bạch vụ. Hành vi của Gia Khải Nhi là lõi cơ học không cho phép, bản thân Gia Khải Nhi không thể làm ra loại hành vi này, nhưng bạch vụ có thể. Vì vậy, động thái hoàn toàn trái ngược này đã đẩy nhanh quá trình biến dạng của Gia Khải Nhi. Đoạn thứ 5 Ta cũng cần nói cho ngươi là, nàng khi còn bé đích thực là nhân loại, là ta thông qua con đường khác mua được. Khi còn bé, ta là người máy tại xã hội Nguyên Thủy, nàng khi còn bé là nhân loại Nguyên Thủy tại xã hội máy móc. Ta bị ép hại là vì ta không phải là nhân loại thuần túy, cho nên ta đang suy nghĩ, nếu ta có thể mô phỏng khả năng ta là nhân loại thuần túy thì sao? Ta chỉ cần đảo ngược lại, Gia Khải Nhi là nhân loại Nguyên Thủy không hợp nhau cùng với cơ giới tộc, nhưng nếu như đảo ngược, nàng có thể biến thành cơ giới tộc thuần túy thì sao? Đáp án vẫn là bi kịch chủ nhân của những đoạn văn này hiển nhiên là số 0. bạch vụ đã có thể xác định số không dùng hình thức số liệu tồn tại ở trong thế giới nội tâm của toàn bộ cơ giới tộc trong phòng s 07 của cao thiên hậu chính mình gặp phải chính là một bộ phận của số không hiện giờ chính mình gặp phải cũng là một bộ phận của số không nhưng lần này rõ ràng là vì hắn đã chữa khỏi cho rất nhiều người nhiễm bệnh nên hắn đã thu hút được sự chú ý của số không kết quả ngược lại ngươi cũng đã thấy đấy người chưa bao giờ chữa khỏi cho họ bởi vì trong trò chơi trước người đã phát hiện ra người của thế giới này không có trái tim nhân loại nguyên thủy ác đọa cơ giới tộc đều vậy thế giới này chỉ có dục vọng chính xác cùng với dục vọng sai lầm ta dùng lõi cơ học để chỉ dẫn họ những người tưởng như đã được người chữa khỏi sẽ bị tái nhiễm hành vi của ngươi chỉ là trị phần ngọn không trị gốc người tìm được nguyên nhân gây ra virus rau lại chưa từng nghĩ đến nguyên nhân gây ra nguyên nhân gây ra ta không nên ôm kỳ vọng đối với ngươi ngươi đã không vượt qua bài kiểm tra của ta suy nghĩ của người đối với virus rau quá nông cạn tivi rơi vào trạng thái màn hình đen những gương mặt ở thế giới nội tâm này lại mở mắt ra cùng lúc đó bạch vụ thấy được thân hình của búp bê bắt đầu hư thối chuyện này không có tác dụng nó chỉ là một cái biểu tượng tượng trưng cho linh hồn của gia khải nhi hiện giờ bởi vì virus trao da tốc khuếch tán linh hồn bắt đầu vặn vẹo cực nhanh lúc này ánh mắt cũng bắn ra chú thích làm ta sợ muốn chết ạt à, ta nói cái gì ta làm sao có thể sợ hãi được nhưng người hãy đáp ứng ta ngàn vạn lần đừng có đầu óc nóng lên đừng có vì cô gái này mà đi trả thù người kia nhân tiện không có tập năm bằng hữu của ta chúng ta phải rời đi người bây giờ không còn là thợ sửa linh hồn vặn vẹo ngươi sẽ sớm trở thành thợ hủy diệt thân thể vạn vẹo. Ở trong chớp mắt chú thích bắn ra, bạch vụ tỉnh lại. Xác thực mà nói hắn không phải là tỉnh lại, mà là bởi vì phần gáy của Gia Khải Nhi, năm cổng liên kết dữ liệu bị co lại, khiến cho ngón tay của bạch vụ bị đau, thu trở về theo bản năng. Vì vậy kết nối bị cưỡng chế gián đoạn. Vào giờ khắc này Gia Khải Nhi đã triệt để biến dạng, đôi cánh mọc ra từ sau lưng, có lẽ là tượng trưng rằng nàng muốn thoát khỏi sự trói buộc của thế giới này. Cơ thể máy móc của nàng bong ra từng chút một, mà trong thân thể lần lượt mọc ra từng khuôn mặt. Điều này có lẽ tượng trưng cho Gia Khải Nhi muốn chính mình có được rất nhiều khuôn mặt, bởi vậy, liền có thể ứng đối với đủ loại người và sự tình. Đâu còn phong thái của một nữ minh tinh cơ giới tộc, tiểu cô nương nhân loại vốn dĩ khả ái, nay đã biến thành một con quái vật vô cùng xấu xí. Bởi vì là kỳ vui sướng mỗi khuôn mặt trên người quái vật đều lộ ra nụ cười điên cuồng. Tạ Hành Tri cũng bị biến cố đột nhiên xuất hiện hù dọa, nhưng trong chớp mắt lại tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Y thế nhưng là người vừa mới mua trang bị ai óc cu rốt, muốn đối phó với gia khải nhi biến dạng cũng không nói chơi. Nhất là Tạ Hành Tri còn có thể khiến cho một thân trang bị của mình ký linh. Chẳng qua trận chiến đấu này kỳ thật căn bản không được xưng là chiến đấu mỗi khuôn mặt của gia khải nhi đều phát ra nụ cười làm cho người ta sợn tóc gáy, nhưng đôi mắt trên mỗi khuôn mặt đều mang theo nước mắt cùng với cầu khẩn. giết ta đi, giết ta đi, ha 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 ha, ha van cầu ngươi giết ta đi. gia khải nhi không có phát động chiến đấu đối với bạch vũ cùng với tạ hành tri. bạch vũ nhìn gia khải nhi, nghĩ đến cuộc đời đáng thương của người này trong lòng lại trống rỗng. nàng rất xấu xí, nhưng ngay cả vào lúc này Bạch vụ nhìn ra Khải Nhi cũng là một linh hồn thiện lương mỹ lệ. Chỉ có linh hồn mới vĩnh viễn sẽ không mục nát. Cho dù bị đóng gói trong một hộp kim loại hoặc bị nhiễm một số loại virus không thể chữa khỏi. Nàng quá mệt mỏi. Khi còn nhỏ, bị thành phố máy móc mua, tiểu cô nương cũng không có sợ những con quái vật đúc bằng thép này. Nàng cũng có những huyễn tưởng đẹp để về thế giới này. Nhưng linh hồn thiện lương không tì vết, đổi lại là một tuổi thơ méo mó. Sau khi uống hết cốc dầu máy đó, đáng lẽ nàng đã chết. Cha mẹ là yêu ta, họ chỉ không cẩn thận cho ta uống thứ gì đó thôi. Nếu ta là cơ giới tộc thì tốt rồi. Nếu như ta là cơ giới tộc, cha mẹ nhất định sẽ càng ưa thích ta. Trước khi chết Gia Khải Nhi là nghĩ như vậy, nàng cũng phát ra khẩn cầu đến từ linh hồn. Nếu như ta là cơ giới tộc thì tốt rồi. Cũng giống như 700 năm trước, một thiếu niên rơi lệ và nghĩ thầm nếu như ta là nhân loại thì tốt rồi. Nếu là như vậy, cha mẹ nhất định sẽ yêu thương ta. Như thế là để chế giễu ý tưởng ngây thơ này. Gia Khải Nhi không có chết, một thiếu niên tóc bạc xuất hiện ở trước mặt Gia Khải Nhi. Y có đôi con người đẹp như biển sâu, y rõ ràng trông cũng chỉ lớn hơn ta vài tuổi, lại uy nghiêm, hờ hững giống như thần linh vậy. Sau ngày hôm đó, Gia Khải Nhi vẫn còn sống. Nàng rốt cuộc cũng trở thành cơ giới tộc tha thiết ước mơ thiếu niên kia cũng đã từng nói trong tương lai sẽ có rất nhiều người thích nàng thế nhưng thích lại có ý nghĩa gì đây nhân loại là không có trái tim chỉ có dục vọng chính xác cùng với dục vọng sai lầm biểu đạt ý thích vô thưởng vô phạt là dục vọng chính xác nhưng cứu vớt người nào đó trong thống khổ để mình liên lụy tiến vào trong sự kiện nào đó chính là dục vọng sai lầm cứu ta cứu ta với có ai đưa ta đi không là ai cũng được hãy dẫn ta rời khỏi nơi này rất lâu trước kia trong nội tâm thiếu niên kia là la lên như vậy đầu lưỡi của y bị kéo ra các nhà khoa học cố gắng tìm ra nguyên nhân máu thịt và máy móc trên người y khâu lại y rất nghi hoặc mọi người chẳng phải là nên thích mình sao vì sao lại làm loại chuyện này đối với chính mình gia khải nhi cũng vậy nàng dần dần trở thành vẻ ngoài mà mọi người cơ giới tộc thích nhưng trong thế giới của nàng thích như vậy là không có ý nghĩa nàng thấy gian khổ cũng không có giảm bớt chút nào nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha nàng chỉ có thể chấp nhận sự sắp đặt này khiến bản thân tin rằng cha mẹ tốt với mình mã lâm cũng là tốt đối với mình hết thảy nên như vậy cho nên nàng mới ở trong hộp thư rác có hai cái tin nhắn một tin nhắn là chấm dứt quan hệ cùng với cha mẹ một tin nhắn thì là thỏa hiệp tiếp tục sống một cuộc sống tươi đẹp trước mặt người khác và cuộc sống méo mó ở trong nội tâm nàng rất mệt vì rút rau ăn mòn càng ngày càng nghiêm trọng, nghiêm trọng đến mức nàng đã quyết định yên lặng chết ở trong phòng của mình. Thẳng đến khi Bạch Vũ cùng với tạ hành tri bất ngờ nhận được một nhiệm vụ cấp ép. Vì vậy ở bên trong thế giới nội tâm, Bạch Vũ đã để cho Gia Khải Nhi nhìn thấy một loại khả năng khác. Nhưng điều này càng làm cho bệnh tình của Gia Khải Nhi trở nên trầm trọng hơn. Bởi vì sự thỏa hiệp của bản thân, bởi vì trải qua thời gian dài chính mình nhường nhịn, khiến cho lõi cơ học đã thành thói quen phán đoán nhường nhịn mới có thể thu hoạch lợi ích mọi thứ đã trở nên vô ích gia khải nhi vặn vẹo biến dạng ở trong tươi cười điên cuồng cầu khẩn bạch vụ giết ta đi giết ta đi ta đã thấy được tương lai tốt đẹp kia ta đã không có tiếc nuối tạ hành tri không cảm nhận được sự trầm trọng ở đây y không biết kinh lịch của gia khải nhi chẳng qua là cảm thấy gia khải nhi điên cuồng cười to rất không hợp cùng với nội dung ngôn ngữ chỉ có bạch vũ có thể thấy được sự thống khổ của gia khải nhi nét mặt của hắn bình tĩnh dọa người sau đó giơ vũ khí cận chiến trong trang bị ai óc cu rốt đao ánh sáng chém chết gia khải nhi cái đầu vốn đã bắt đầu biến dạng lăn trên mặt đất đôi mắt trên vô số khuôn mặt trên người chậm rãi nhắm lại gia khải nhi chết rồi thật xin lỗi sự tình đã đáp ứng người ta không có làm được hy vọng thế giới này thật sự có thiên đường trong giọng nói bình tĩnh bao hàm sự không cam lòng và mê man của Bạch Vũ. Hắn thu hồi vũ khí. Mặc dù không có nhận thức về tâm tình tiêu cực, nhưng vào thời điểm trong nội tâm không có bất kỳ vui buồn, Bạch Vũ biết, nếu như tâm tình của mình hoàn chỉnh, nhất định sẽ cảm thấy oán giận cùng với khổ sở. Toàn bộ cuộc đời bi thảm của Gia Khải Nhi, chẳng qua là một trò chơi thử nghiệm của số không vị hoàng đế máy móc thờ ơ coi thường tất cả sinh vật sống trong hạch tâm thành có thể đã tạo ra vô số bi kịch tương tự như gia khải nhi trong nhiều năm qua y có lẽ cũng đang tìm kiếm một câu trả lời nào đó đây chỉ là lần đầu tiên hai người giao thủ kết thúc bằng sự thất bại thảm hại của hắn nhìn bộ dáng có chút kỳ quái của bạch vụ tạ hành tri cho rằng bạch vụ là đang tự trách nói không thuận lợi cũng rất bình thường đừng có quá khổ sở đây chỉ là một trường hợp mà thôi người đã chữa khỏi cho rất nhiều người bạch vụ lắc đầu lão tạ ta dường như đã sai hoàn toàn virus trao căn bản không thể trị liệu có ý tứ gì ngữ khí của bạch vụ có chút bất đắc dĩ thậm chí có một loại cảm giác bị thất bại số không nói đúng suy nghĩ của ta đối với virus trao quá nhỏ bé ta không thể trị tận gốc virus trao tạ hành tri khó hiểu tại sao lại kéo đến số không bạch vụ cũng không có giải thích chỉ nghĩ đến lời nói của số không nghĩ đến cuối cùng với gia khải nhi tử vong là bởi vì chính mình phủ nhận hình thức tư duy của bản thân gia khải nhi hắn dần dần nhíu mày gia khải nhi yêu cha mẹ là sai sao sự thiện lương của gia khải nhi là lý do thực sự khiến cho nàng đang bị bắt nạt nếu như gia khải nhi không có sai như vậy thì ai sai chính mình quả thật là dựa vào một loạt thao tác mới lạ có thể trợ giúp gia khải nhi thoát khỏi cha và mã lâm ác ôn nhưng nếu như đây là giải pháp chính xác duy nhất có hay không nói rõ, thế giới này vốn là tôn trọng cái ác. Ta hiện tại đã biết ý tứ số không muốn biểu đạt, chỉ có trong một thế giới mà mọi người yêu thích nhau, chân, thiện và mỹ trở thành mong muốn đúng đắn duy nhất của mọi người. Và việc giúp đỡ những người khác có thể trực tiếp nhận được phản hồi tích cực, virus trao sẽ không tồn tại, bằng không, chỉ cần mọi người còn có dục vọng, chỉ cần loại dục vọng này đi ngược lại bản chất trong nhân tính của con người, như vậy virus trao vẫn sẽ tồn tại. Nhưng đây hoàn toàn không phải chuyện ta có thể giải quyết được, bởi vì trong suốt lịch sử xã hội loài người, loại thế giới lý tưởng cực đoan này chưa từng tồn tại dù chỉ một giây. Nhiệm vụ cấp ép thất bại Điều khiến cho bạch vụ tiếc núi không phải là bản thân nhiệm vụ, mà là ý nghĩa sau lưng nhiệm vụ này. Nhân loại rất phức tạp và mâu thuẫn, còn máy móc thì thuần túy, hai bên vốn cũng không thể hòa hợp. Trừ khi thực sự tồn tại một thế giới lý tưởng mà ở đó con người không cần đến sự phức tạp và mâu thuẫn, số liệu luôn truy tìm sự chính xác tại xã hội loài người trước kia bạch vụ cho rằng hai chữ chính xác là có rất nhiều phương pháp phán định nhưng ở thành phố máy móc thiết lập chính xác luôn được quyết định ở lợi ích lớn nhỏ cho nên thuyết pháp của số không không có sai ở cái chỗ này chỉ có dục vọng chính xác cùng với dục vọng sai lầm làm sao mà trị liệu cho một bệnh nhân người bệnh chết đi lại bắt đầu phủ định tay nghề của mình tạ hành tri có chút buồn bực Y một mặt hy vọng bạch vụ không thể chữa trị, bởi vì sợ bạch vụ có thể chữa cho khỏi cho người nhiễm virus trao, giá trị của tạ gia sẽ không thể cao hơn bạch vụ. Nhưng khi thực sự biết bạch vụ không có biện pháp chữa khỏi, tạ hành tri lại có chút nhục chí. Virus trao là thật sự không có biện pháp chữa khỏi sao? Bạch vụ cũng không cảm thấy như vậy. Sau khi trải qua nhiều thế giới méo mó như vậy, thấy nhiều cuộc đời bi thảm như vậy, hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng buông bỏ. Điểm mấu chốt ở chỗ số 0, số 0 đã giải quyết virus rút như thế nào? Y có lẽ không giống với cơ giới tộc, nhưng khẳng định cũng có các triệu chứng đối ứng. Triệu chứng là cái gì? Y là khắc chế như thế nào? Ít nhất từ đoạn tin tức trong nội tâm của Gia Khải Nhi kia mà nói, số 0 đã có những kỳ vọng đối với chính mình. Có lẽ mọi thứ còn có chuyển cơ. Bạch Vũ lắc đầu, nói, đi thôi, chúng ta đi ra một chút tin tức, tin tức gì? ta cần theo dõi tin tức, Gia Khải Nhi chết rồi, ta muốn biết những điều đã xảy ra trong thế giới tinh thần khi ta điều trị cho Gia Khải Nhi, liệu có xảy ra ở thế giới thực hay không? Ngươi hồ đồ rồi, chuyện đã xảy ra trong thế giới tinh thần, trong hiện thực làm sao có thể tồn tại? Bạch Vũ nói, bây giờ chúng ta đi đến phòng khách, liền có thể thấy được một chiếc điện thoại di động, thứ đồ vật này người cơ giới tộc không cần. Gia Khải Nhi là nhân loại, và nàng vẫn giữ lại nhiều thói quen của nhân loại, linh hồn của nàng cũng không có xa rời. Cũng không giải thích gì với tạ hành tri, bạch vụ đi tới lầu 1. Tại phòng khách lầu 1, búp bê đã không thấy, nhưng quả thật có một chiếc điện thoại di động trên bàn cà phê trong phòng khách. Bạch vụ cầm điện thoại di động xem xét, nhíu mày. Tạ hành tri nói, vào thời điểm chúng ta tới cũng không có thứ này. Ta trị liệu gia Khải Nhi tổng cộng dùng thời gian bao lâu? Không lâu, nửa giờ. Nửa giờ. Ở trong nửa giờ này, số không đã biến một phần những gì xảy ra trong thế giới nội tâm của gia Khải Nhi thành sự thật. Tuy buổi đấu giá còn chưa bắt đầu, làn sóng giận dữ của virus trao còn chưa tới, nhưng Mã Lâm, cha mẹ của gia Khải Nhi, toàn bộ đều đã tử vong. Mặc dù không có tin tức xác thực, bởi vì truyền bá tin tức, cho dù là thành phố máy móc cũng cần có thời gian. Nhưng đoạn văn trong điện thoại di động này, khiến cho Bạch Vũ tin chắc rằng sự tình nên phát sinh cũng đã phát sinh. Căn cứ vào lựa chọn của ngươi, Gia Khải Nhi đã chết, nhưng kế sách của ngươi không sai, với tư cách là bạn thưởng, người tổn thương nàng cũng đã chết. Linh hồn chỉ có thể bị triệu hồi một lần. Bọn hắn đã triệt để biến mất. Dựa theo lựa chọn của chính mình ở thế giới nội tâm, số không đã cải biến một bộ phận hiện thực. Chỉ trong 30 phút ngắn ngủn, y đã giết chết rất nhiều người có quan hệ cùng với Gia Khải Nhi. Ta nhớ người đã nói rằng, Năng lực của số không có quan hệ cùng với linh hồn. Sao thế? Tạ hành tri gật gật đầu, không hiểu nhìn bạch vụ. Tại sao người lại nói năng lực của số không là sáng tạo linh hồn, mà không phải là xóa bỏ linh hồn? Tạ hành tri cảm thấy rất kỳ quái, đã là lúc nào rồi, bạch vụ còn quan tâm đến loại vấn đề này. Điều người nên quan tâm bây giờ, chẳng lẽ không phải là chuyện virus rau này sao? Ý tứ trước đó của ngươi có phải hay không nói là virus đã sinh ra biến thể mới hay là người đã hoàn toàn sai về nguyên lý của nó bạch vụ cười cười như thể đột nhiên nghĩ ra điều gì đó kết hợp với những gì ánh mắt đề cập lúc đầu ôm được một cái bắp đùi chọc giận một bắp đùi khác hắn mơ hồ có mạch suy nghĩ không để ý tới tạ hành tri tiếp tục vấn đề trước đó tuy cũng có rất nhiều ngoại lệ nhưng xác thực có không ít nhân loại biến thành ác đọa sẽ bởi vì loại chấp niệm nào đó đạt được một ít năng lực ví dụ như Lưu Mộ, đội trưởng đội 13 quân đoàn điều tra trước kia. Người nói xem liệu có khả năng chấp niệm của số không và sáng tạo linh hồn có quan hệ nhất định hay không? Ta làm sao biết, trọng điểm của ngươi có phải đã sai chỗ rồi không? Hiện tại là lúc quan tâm đến loại vấn đề này sao? Bạch Vũ lắc đầu, trọng điểm của ta không có sai chỗ, cha mẹ của Gia Khải Nhi cũng đã chết, người đã từng tổn thương nàng, chắc hẳn đều đã chết. Đây là thủ bút của số không, y vì sao muốn vẽ vời ra cho thêm chuyện chứ đương nhiên có lẽ y mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế ta không nên đặt mọi thứ đi đúng hướng nhưng rồi lại bạch vụ vỗ vỗ bờ vai của tạ hành tri cười nói nhân loại ở trên loại chuyện xã hội lý tưởng này đã từng có rất nhiều nghiên cứu thảo luận ta chỉ là một thành viên quân đoàn điều tra thường thường không có gì lạ nếu như virus rau đã cao thấm đến loại trình độ này lão tạ ngươi thậm chí cho ta 10 cái đầu ta cũng không nghĩ ra được cách cởi bỏ như thế nào. cho nên, cho nên cái gì ý nghĩa của ta sai rồi. đường này không thông. hiện tại không có mạch suy nghĩ tốt. nếu không ngại thì vào trước khi buổi đấu giá bắt đầu, chúng ta tìm xem thử có phương pháp khác hay không. ta có nên nói rằng người đang tự biên tự diễn không? người muốn làm như thế nào? không biết. chúng ta đã dùng đa số điểm cống hiến để thay đổi trang bị, nhưng điểm cống hiến còn lại cũng đủ để cho chúng ta chỉ tiêu. Trước hết nghĩ biện pháp trong mấy ngày còn lại, vào trước khi buổi đấu giá bắt đầu liên lạc với những người điều tra còn lại, còn dư lại chính là sống như một cơ giới tộc bình thường. Tận khả năng quan sát cách sống của nhóm cơ giới tộc trong thành phố này. Biết mình biết người, nếu như số không cho rằng sự hiểu biết của hắn đối với virus trao quá nhỏ bé, như vậy liền đi sâu tìm hiểu. Vừa vặn làn sóng giận dữ sắp đến, Bạch Vũ cũng rất muốn xem thử thành phố máy móc sẽ như thế nào khi làn sóng giận dữ ập đến bản thân số không lại là áp chế virus rau như thế nào những vấn đề này hắn đều cảm thấy rất hứng thú tạ hành tri cảm khái sự lạc quan của bạch vụ bạch vụ thì đang nghĩ virus rau bắt nguồn từ mâu thuẫn của nhân tính loại mâu thuẫn này là không thể tiêu trừ bởi vì có ánh sáng thì phải có bóng tối có thiện tất sẽ có ác nếu như một phương diện khái niệm biến mất một phương diện khác còn có thể tồn tại sao vấn đề này quá lớn hắn không giải quyết được Hiển nhiên, số không muốn nhìn thấy chính là loại phương thức xử lý chân thực nào đó, chứ không phải là phương thức xử lý bằng miệng. Hơn nữa từ thế giới nội tâm của Gia Khải Nhi, từ cuộc sống bi thảm của Gia Khải Nhi, Bạch Vũ rất có một loại cảm giác tri thức lý luận của đối phương còn phong phú hơn so với chính mình. Nếu đối thủ lần này là số không, Bạch Vũ không cho rằng mình có bất kỳ phần thắng nào, bất kể là sức chiến đấu hay là phương diện khác nhưng hắn vẫn đã phát hiện ra một ít mánh khóe số không không có giết chết chính mình bản thân chuyện này liền đại biểu cho một loại tính khả năng đi tới giao giới giữa chợ khu đông và nội thành nhìn tòa nhà chữa bệnh to lớn bạch vụ dừng bước nơi này thông suốt bốn phương vừa vặn có một ngã tư rất lớn rất thích hợp dùng biện pháp cũ tạ hành tri nói ngươi định tìm họ như thế nào người miền núi có đôi mắt tốt bạch vụ nhìn về phía bắc Bắc nội thành với tư cách là nơi càng cổ nhất trong bốn khu nội thành, nhóm vô gia cư ở nơi này kết bè kết đội, tiểu cô nương độc thân ngàn vạn lần không nên mặc đồ màu tím hoặc hồng đi qua nơi này trong đêm khuya, lõi cơ học vỡ nát cũng có thể. Chẳng qua gần đây nơi này có cải biến rất lớn, tính đồ cơ giới thần hội trải rộng các nơi, thậm chí ngay cả thử nghiệm công nghệ khâu cơ thể, được đồng đại là chưa được thông qua bởi hạch tâm thành, cũng đang được triển khai ở đây, người đã đi đến nơi này, nhưng cũng có thể tìm ở địa phương khác bạch vụ nhìn về phía tây chợ khu tây tương đối bình thường là khu công nghiệp và khu dân cư bình dân cư trú ở trong này đích xác có thể sinh sống tương đối an ổn cũng có thể thỏa mãn nhiều trải nghiệm khác nhau chẳng qua ngược lại là bởi vì như thế người ở các địa phương khác đều cảm thấy người chợ khu tây rất nhu nhược làn sóng giận dữ cũng sắp tới chợ khu tây có thể sẽ đối mặt với nguy cơ sinh tồn bạch vụ nhớ rằng trong thế giới nội tâm của gia khải nhi cũng nhìn thấy làn sóng giận dữ ập đến là thời điểm hợp lý để phạm tội. Hắn đoán được, có lẽ vào thời điểm kỳ phẫn nộ đến nơi, rất nhiều người không có bị nhiễm vi rút rao sẽ mượn cơ hội này để phạm tội, tội danh cuối cùng sẽ đổ lên đầu những người bị nhiễm virus mù quán vì cơn thịnh nộ. Bạch Vũ nhìn về phía Nam Trong khu phía Nam hỗn loạn có hai địa điểm nổi tiếng, đầu tiên là công ty tình yêu và hòa bình, mưu cầu phúc lợi cho nhóm FA chế tạo ra robot tình yêu tại nhà. Công cụ này là rất thú vị. Bởi vì nó là có linh hồn. Ngươi nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Tiếp theo là thế lực hắc bang mà tất cả các công ty vũ khí lớn đều có, khu phía nam nội thành cùng với khu nam ngoại thành, đều là nơi mà nhóm thế lực hắc bang quyết đấu, thành viên băng đảng, sát thủ, lính đánh thuế hoành hành. Đương nhiên, gần đây xuất hiện hai kẻ nổi tiếng cùng với hai kẻ làm việc không đàng hoàng. Tốt hơn hết người nên nhanh lên, có thể người sẽ gặp phải hai kẻ làm việc không đàng hoàng. Bạch Vũ suy tư thêm một chút, Robot tình yêu tại nhà, mới đầu hắn còn tưởng rằng đó là một loại đồ chơi tình dục nào đó. Nhưng thấy được chú thích nhắc nhở thứ này có linh hồn, đây là điều không phải công ty nào cũng làm được. Ít nhất thì hiện tại xem ra, sáng tạo linh hồn hẳn là năng lực mà chỉ có số không mới có. Bạch Vũ bỗng nhiên nghĩ tới một tin tức. Lần đầu tiên hắn tới ngoại vi thành phố máy móc, nghe được quảng cáo cho vay nào đó, chỉ cần thế chấp quyền sử dụng lõi cơ học, liền có thể đạt được điểm tín dụng khổng lồ lõi cơ học cùng với linh hồn hẳn là cột vào cùng một chỗ cũng là hai thứ này kết hợp đã tạo cho những con quái vật sắt thép này những đặc điểm sinh học giống nhau đi thôi chúng ta đến nam nội thành đi dạo ánh mắt của ngươi thật sự là thiên bình chi nhãn đúng vậy ta có thể thấy được loại tương lai nào đó ta đã thấy được chúng ta gặp được hai kẻ nổi tiếng hai kẻ làm việc không đàng hoàng tại khu phía nam tạ hành tri không hiểu lắm bạch vụ kỳ thật cũng rất nghi hoặc hai kẻ nổi tiếng hiển nhiên là song sát chí tôn mình đã biết song sát chí tôn là ngũ cửu cùng với trịnh nhạc như vậy hai kẻ làm việc không đàng hoàng tất nhiên là bạch tiểu vũ cùng với yến tự tại chỉ là bạch vũ có chút nghi hoặc làm việc không đàng hoàng không phải là loại người lười như trịnh nhạc sao người như yến tự tại sẽ làm việc không đàng hoàng tại nam nội thành nhiệm vụ giải cứu của bạch tiểu vũ cùng với yến tự tại là tại chợ khu đông mục tiêu đang ẩn náu trong tầng hầm của một tòa nhà chẳng qua trước đó cố chủ đã quyết định để cho bạch tiểu vũ cùng với yến tự tại đi đến một chỗ cứ điểm tại bắc nội thành tìm một loại vũ khí cơ khí cường đại nào đó yến tự tại cũng rất để ý dù sao thì tính đến trước mắt chính mình chưa từng gặp được nhiệm vụ cấp s bạch tiểu vũ thì rất hưng phấn thực lực của ngươi nhỏ yếu như thế người cao hứng cái gì ta mặc dù rất yếu thế nhưng yến đại nhân ngài rất mạnh những ngày này bởi vì ta, ngài khẳng định rất nghẹn khuất. Thực ra thì khá tốt, ngược lại cũng không phải là rất nghẹn khuất. Chẳng qua những lời này Yến tự tại sẽ không nói, y chỉ là nói theo lời của Bạch Tiểu Vũ, ngươi biết là tốt rồi, làm một số việc vặt vảnh không đàng hoàng, với tiến độ này, e rằng một năm cũng không thể đi tới hạch tâm thành, Yến tự tại cùng với Bạch Tiểu Vũ đang trên đường đến khu Bắc Nội Thành. Về phần những thưởng thức về hạch tâm thành, nội thành, trong những ngày này hai người cũng đã nắm rõ ràng yến tự tại tin chắc rằng bạch vụ tạ hành tri cốc thanh ngọc nhất định sẽ nghĩ biện pháp tiến vào hạch tâm thành chỉ là trước mắt yến tự tại còn chưa xác định làm như thế nào mới có thể tìm được bạch vụ coi như là cặp mắt của mình cũng chỉ đạt được ít tin tức như vậy chắc hẳn bạch vụ cho dù có tạ hành tri hỗ trợ lăn lộn ở trong thành phố này ngay khi yến tự tại nghĩ như vậy bạch tiểu vũ bỗng nhiên hưng phấn hô đội trưởng Tiếp đó Bạch Tiểu Vũ liền không để ý đến Yến Tự Tại, trực tiếp chạy về phía Bạch Vũ. Yến Tự Tại sửng sốt. Chỉ thấy Bạch Vũ cùng với tạ hành tri ăn mặc trang bị ai óc cu rốt mà làm công nhân đại khái nửa đời người cũng không mua nổi, xuất hiện ở phía trước. Tuy không biết giá trị chân chính của bộ trang bị kia, nhưng sau khi trà trộn trong thành phố máy móc mấy ngày, Yến Tự Tại vẫn có thể nhận ra logo của bốn nhà sản xuất vũ khí lớn logo giống như con mắt khiến cho yến tự tại trong lúc nhất thời rất phức tạp vào thời điểm mình đang rửa chén bát người ta đã lấy được trang bị tương đối cao cấp tại nội thành bỗng nhiên rất muốn trở về tòa tháp nhìn bộ dáng cao hứng của bạch tiểu vũ yến tự tại lại càng khó chịu bạch vũ đấy là có chuyện gì tiểu cửu có thể là bị mê hoặc bởi sắc đẹp nhưng nhìn nhiều vị tiểu thúc anh tuấn chính mình tin tưởng đợi một thời gian sẽ đề cao tiêu chuẩn thẩm mỹ đối với nam tính của tiểu cửu. Tiếp theo tiểu cửu sẽ quên mất bạch vũ. Nhưng vì sao bạch tiểu vũ nhìn thấy bạch vũ cũng cao hứng như vậy? Sau gần một tuần, bốn người trong tiểu đội sáu người cuối cùng cũng gặp mặt. Vào thời điểm trông thấy bạch tiểu vũ cùng với yến tự tại ăn mặc quần áo bình thường, không có chút đặc sắc nào của thành phố máy móc, bạch vũ liền biết vì sao ánh mắt đánh giá hai người làm việc không đàng hoàng. Bạch vũ người có tình thương cao, quyết định không đề cập tới chuyện này nhưng Tạ Hành Tri làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội chế giễu người kiêu ngạo như Yến Tự Tại? Ơ, ờ, đây không phải là Yến đội sao? Vài ngày không gặp vẫn là Anh Tuấn như vậy. Yến Tự Tại lộ ra sắc mặt âm trầm, các ngươi làm sao lại ở chỗ này? Những ngày này ta một mực đi khám bệnh và gặp rất nhiều người ở thành phố máy móc, nghe ngóng một chút tin tức, quanh đi quẩn lại đi tới Nam Nội Thành, sau đó trùng hợp tìm được các ngươi. Bạch Vũ không có cho Tạ Hành Tri cơ hội gia tăng mâu thuẫn. Sáu đại gia tộc tuy thành lập đội trật tự, nhưng sau đại gia tộc này cũng chỉ là có mục tiêu chung ở một số mặt nhất định, còn các mặt khác thì không hòa hợp. Trùng hợp. Đúng là rất trùng hợp. Không trùng hợp chút nào, nếu quả thật là trùng hợp, cũng không đến mức lâu như vậy chúng ta mới gặp mặt. Trong lời nói của Yến Tự Tại có hàm ý khác, Bạch Vũ thì nhìn ra hàm ý của y. Đây cũng không phải là lần đầu tiên, Yến Tự Tại hoài nghi Bạch Vũ có năng lực thăm dò tin tức còn mạnh hơn mình nhưng câu trả lời của bạch vụ cũng không có bất cứ vấn đề gì hơn nữa yến tự tại là có thể thấy được thiên phú cùng với chuỗi sức mạnh bạch vụ cũng xác thực không có vấn đề thế cho nên yến tự tại đang suy nghĩ hẳn là chính mình thật sự là trí không bằng người bạch vụ vẫn là có tình thương rất cao nói phương hướng của các ngươi hoặc nhìn là muốn đi bắt nội thành làm sao ngươi cũng muốn đi các ngươi có nhiệm vụ là nhiệm vụ cấp ép Trả lời chính là Bạch Tiểu Vũ, cấp bậc âm lượng, rất có tinh thần. Bạch Vũ cùng với tạ hành tri liếc nhìn nhau, sau đó nhìn về phía Yến tự tại, lộ ra biểu tình ngưng trọng nói, chúng ta đi cùng với các ngươi. Không dối gạt ngươi, ta cùng với lão tạ vừa mới tiếp nhận một cái nhiệm vụ cấp S, đã thất bại, nếu như nhiệm vụ cấp S đều là cấp bậc này, tuy ngươi rất cường đại, nhưng chỉ sợ cũng không thể hoàn thành. Nhìn trang phục và đạo cụ của Bạch Vũ cùng với tạ hành tri, Yến tự tại rất khó tưởng tượng Bạch vụ lại sẽ thất bại. Y tuy kiêu ngạo nhưng còn chưa tới trình độ cùng vọng cùng với bảo thủ, gật gật đầu nói, nếu như các ngươi muốn đi, vậy thì đi theo. Lần trước ra ngoài tháp thăm dò giao lưu quá ít cùng với Bạch vụ, lần này Yến tự tại quyết định quan sát người này thật kỹ. Tạ Hành Tri cũng không phải là một người thích khoe khoang, những cơ hội có thể khoe khoang ở trước mặt Yến tự tại xác thực không nhiều lắm trên đường đi tạ hành tri đều đang cảm khái bộ trang bị này nếu có thể mang về là tốt rồi ông chủ nhất định rất cao hứng thực lực của tạ gia lại có thể để thăng không ít yến tự tại giả vờ không nghe thấy bạch vụ cùng với tạ hành tri lăn lộn rất tốt y nhận nhưng một tên mãn phu như ngũ cửu một tên quỷ lười như trịnh nhạc tất nhiên không có khả năng lăn lộn còn tốt hơn mình vì vậy yến tự tại phát động chủ đề phó đoàn trưởng nhà ngươi đâu rồi gần đây như thế nào Bạch vụ là biết tâm tư của Yến tự tại Lão tạ này trông rất ổn trọng Bỗng nhiên khoe khoang Cho dù là ai cũng cảm thấy không thích ứng Nhưng vận khí của Yến tự tại Ngươi hôm nay thật sự không tốt Tuy có thể lừa gạt Yến tự tại Nhưng giúp đỡ Yến tự tại hoàn thành nhiệm vụ Phải đi tìm phó đoàn trưởng Bạch vụ nói Các ngươi gần đây hẳn đã nghe về song sát chí tôn Hai vị cao thủ đứng đầu của ám dạ tài quyết dưới cờ Ai Ốc Cô Rốt chính là phó đoàn trưởng cùng với Trịnh Nhạc kiến tự tại im lặng. Niềm vui và nỗi buồn của con người cũng không tương thông, hiện tại y chỉ cảm thấy bạch vụ có chút om sòm. Thành phố máy móc không lớn, diện tích so với tầng dưới cùng tòa tháp không sai biệt lắm, chỉ chẳng qua tính cả ngoại thành, cùng với mật độ khoa trương của công trình kiến trúc nơi này, có vẻ như có nhân khẩu rất nhiều. Nhưng trong thời đại thông tin thuần túy này, nhiều thứ sẽ rất dễ lan truyền, song sát chí tôn, hai tay chân siêu cấp dưới cờ ai óc cu rốt này, Thế nhưng đã giúp cho IOP Corp tăng lên không ít thẻ đánh bạc trong buổi đấu giá này. Rất nhiều người đều nghĩ, liệu sự xuất hiện của Song Sát Chí Tôn có đồng nghĩa với việc các công ty vũ khí khác có mạng đạt được sứ đồ, nhưng không có mạng để sử dụng sứ đồ. Coi như là yến tự tại cùng với Bạch Tiểu Vũ sắm vai đại sứ thiện tâm vài ngày, cũng biết đây là nhân vật đại danh đỉnh đỉnh. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủn, thay ám dạ tài quyết, lần lượt chiếm đóng cứ điểm của địch thủ. Hai người phát triển danh tiếng của mình từ con số không đến nổi tiếng, chỉ dùng 4 ngày. Yến tự tại có cảm giác phương thức mình mở ra lần thăm dò ngoài tháp này là sai rồi. Cuộc hành trình của bốn người trở nên trầm mặc, may mắn thay, sự trầm mặc này đã thay đổi khi đã đi đến cuối cuộc hành trình. Bắc nội thành có 6 khu vực lớn, mục tiêu của Yến tự tại căn cứ theo nhắc nhở của nhiệm vụ, ngay ở chỗ giao giới của ban phái Long Quyển Phong dưới cờ công ty thân đờ Giác cùng với ban phái cơ giới thần hội dưới cờ công ty Chrome khu dê. Hầu hết những người ở trong khu vực này là nhóm vô gia cư, dân nghèo, họ khát vọng dầu máy mới nhất, khát vọng cơ thể nữ nhân cơ khí tươi mới, cùng với khát vọng điểm cống hiến. Vì vậy tuy Nam nội thành ngoại thành trở thành thành chiến trường của các bang phái thế lực, những khu dê bắc nội thành thì trở thành nơi chiêu mộ của tất cả các thế lực. Công ty Chrome am hiểu tấn công, nghiên cứu phát minh các loại vũ khí tấn công, công ty mong giỏi về nghiên cứu phát minh vũ khí phòng ngự, mà thân đờ giác công ty này giỏi về nghiên cứu phát minh vũ khí dò xét. Sau khi tải phiên bản mới nhất thiết bị cơ thể của thân đờ giác lõi cơ học có thể đưa ra chỉ lệnh phong bế hỏa lực của các lõi cơ học khác. Nó có thể trực tiếp đưa lõi cơ học của đối thủ vào trạng thái không chiến đấu. Nhưng thời gian chuẩn bị của loại năng lực này hơi lâu, đại khái cần 15 giây để khóa chặt. Cho nên không được người ta xem trọng, danh tự của thân đờ giác nhìn rất bá khí, nhưng trang bị của nhà này, thành viên băng đảng không thích, ngược lại là rất nhiều cao thủ ám sát, hoặc là sát thủ tinh anh nhã nhặn thì thích dùng. Vài ngày trước, tại tổng bộ thân đờ giác tiếp, thành quả nghiên cứu phát minh mới nhất của bọn họ đã bị đánh cắp, một thiết bị xâm nhập lõi cơ học mới có thể khiến các lõi cơ học khác nhìn thấy ảo ảnh. Sự mất mát này, cộng thêm mấy ngày trước cơ giới thần hội dưới cờ công ty Chrome chiêu mộ một người mới, dẫn đến toàn bộ khu dê Bắc Nội Thành, phát sinh biến hóa cực lớn. Thần vạn năng hãy chỉ dẫn ta đi. Thần, xin ngài hãy nhìn ta, trị liệu linh hồn không sạch sẽ của ta. Lời của thần chính là thề nguyện của ta. Quang Minh chính nghĩa vĩ đại, thần máy móc bất hủ, nguyện ngài có thể khống chế chúng ta vĩnh viễn. Từ khi thần máy móc hàng lâm virus trao của ta liền triệt để chữa khỏi. Đây là thần tích. Trong các tòa nhà thấp đổ nát đủ loại mảnh vỡ máy móc cùng với vô số biển quảng cáo còn có chiến hào, chồng chất phế liệu. Khu dê Bắc Nội Thành, ngân hàng máu có thể bổ sung máu cho các thế lực lớn bất cứ lúc nào này, có rất nhiều nhóm cơ giới tộc, đều đang cúng bái một pho tượng to lớn. Pho tượng cao 6 mét, là pho tượng của người được gọi là thần máy móc, được làm từ vô số phế liệu. Nó được đặt ở ngoại vi của một nhà máy nước thải tại khu dê. Thiết bị thực sự của nhà máy nước thải đã được chuyển đến khu công nghiệp khu Tây, nơi này hiện giờ chỉ còn là một cái xác rỗng rất nhiều nhóm vô gia cư đều thích đi đến chỗ này. Nơi đây đã từng là nơi tập trung nhiều loại tội phạm, những nhóm vô gia cư này vì một căn phòng ký túc xá bỏ trống dành cho nhân viên, có thể bắn nát lõi cơ học của đối phương. Những cảnh tượng đó giờ đã biến mất. Thay vào đó, là một khung cảnh thần học rộng lớn. Long quyển phong của thân đờ giác Cơ giới thần hội của Cron. Hay hoặc là ám dạ tài quyết của Iop Kurok. Trong quá khứ, các băng phái và công ty này đã phân chia nhóm cơ giới tộc thành nhiều trận doanh, nhưng giờ không còn nữa. Toàn bộ bọn hắn đều thuộc về cơ giới thần hội, cơ giới thần hội nguyên bổn chính là thờ phụng thần, thế nhưng tín ngưỡng không có mãnh liệt như vậy. Thẳng đến mấy ngày trước, trong cơ giới thần hội nhiều ra một thành viên mới, ngoại hình nhìn còn rất trẻ. Tư tưởng của vị thành viên mới này phản phất như một loại virus còn đáng sợ hơn so với virus rau, đang lan tràn cực nhanh. Nó lợi dụng sự khao khát của mọi người, tạo ra một vị thần hư cấu có thể thỏa mãn mọi nhu cầu của mọi người. Tạ Hành Tri đã từng đi tới Bắc Nội Thành, y biết nơi này hỗn loạn như thế nào. Cái chỗ này tuyệt đối không phải là bộ dáng như bây giờ y nhìn thấy. Bạch Vũ nhíu mày, thì cảm đê gia vu quá nồng liệt. Nhìn đám cơ giới tộc này quy bái một pho tượng nào đó, hắn trong chớp mắt nghĩ tới tin tức phổ lôi nhãn đã từng cho ra, y quả thực đã chết, nhưng duyên phận giữa người và y cũng chưa có chấm dứt thậm chí ngay ở khu vực ngươi sắp đi đến cũng sẽ gặp được từ một khía cạnh nào đó mà nói tháp thần hội xem như là điểm khởi đầu cuộc phiêu lưu của bạch vụ sau khi cùng với tạ hành tri giải quyết xong tháp thần hội ở tòa tháp bạch vụ liền suy nghĩ ý tứ của những lời mà ánh mắt nhắc nhở này hiện tại hắn đã hiểu được đây là một loại virus mới nào đó sao chuyện gì đang xảy ra đối với những cơ giới tộc này Cơ giới thần hội đã không còn là cơ giới thần hội. Hoặc là nói nó không chỉ là cơ giới thần hội, kể từ khi hội trưởng tháp thần hội đi đến cơ giới thần hội, giới hạn ban phái đã trở nên mơ hồ. Không có giới hạn thành viên ban phái, chỉ có tín đồ. Người của tất cả các thế lực lớn đều hòa hợp với nhau ở đây, bọn họ bắt đầu kết giao với nhau, hai bên kể cho nhau nghe về sự nhớ nhung đối với thần quốc sau khi người ngoại lai đi vào sẽ nhanh chóng bị những phần tử cơ giới tộc chuyển đổi thành giáo đồ này lôi kéo nếu như không thể đồng hóa liền coi là dị giáo đồ trực tiếp hủy diệt nhìn một màn này bạch vụ nói đây thật sự là một loại virus còn là một loại virus rất lợi hại nghĩ đến quảng cáo nghe được khi lần đầu tiên đến thành phố máy móc hoan nghênh gia nhập cơ giới thần hội máu thịt yếu ớt máy móc bay bổng ở dưới sự dẫn đầu của hội trưởng cơ giới thần hội chúng ta chắc chắn sẽ nên đón sự phù hộ của thần máy móc hải tặc giáp sát trùng virus trao thần sẽ tịnh hóa bọn chúng y mới chết bao lâu tính toán thời gian tốc độ khuếch trương đích xác có thể nói là thần tích bạch vụ cảm thấy có chút khó tin luôn cảm thấy nếu như chỉ dựa vào hội trưởng tháp thần hội là không thể nào làm được đến loại trình độ này hắn đưa mắt nhìn qua rất kỳ quái ở trong những người này lại thật sự không có người nhiễm virus trao lẽ nào tư duy lý trí và tư duy tình cảm của những người này là thống nhất với nhau trong linh hồn của những cơ giới tộc này liền không có bất kỳ mâu thuẫn nhân tính nào hắn mơ hồ nghĩ tới cái gì nhưng có lần giáo huấn thứ nhất bạch vụ sẽ không còn đơn giản chỉ ra đặc điểm của vấn đề nữa tạ hành tri nói địa điểm nhiệm vụ của các ngươi ở ngay chỗ này ngươi xác định những người này trông còn nghèo hơn cả ngươi làm sao có thể có vũ khí dựa theo nhắc nhở nhiệm vụ mà yến tự tại cùng với bạch tiểu vũ thu được nơi lấy thiết bị là tại nhà máy xử lý nước thải này yến tự tại cũng không xác định chuẩn bị tiếp tục nhìn nhắc nhở nhiệm vụ sau đó y nhíu mày chúc mừng các ngươi đã tới địa điểm thiết bị đang trên đường được chuyển đến mời các ngươi cao giọng la lên thần xin ban cho ta tin lọc nói ra câu này thật là xấu hổ yến tự tại nghĩ thầm bạch vũ quan sát xung quanh nói có thể kể nhiệm vụ của các ngươi cho ta không? Trong hệ thống nhiệm vụ của số 0, những người khác là không thể xem xét nhiệm vụ của đối phương, Yến tự tại muốn nói chi tiết nhiệm vụ, chỉ có thể dùng miệng. Chỉ cần không cần cao giọng hô lớn, Yến tự tại vẫn cảm thấy không tính là cảm thấy thẹn, một chữ cũng không có bỏ sót, truyền đạt tất cả thông tin nhiệm vụ ban đầu, cùng với nhiệm vụ hiện tại cho Bạch Vụ. Bạch Vụ lắng nghe nhiệm vụ cấp ép của Yến tự tại, tự hỏi tại sao độ khó của nhiệm vụ này lại là cấp S. Rất nhiều suy nghĩ hiện lên trong đầu hắn trong chớp mắt, điểm giống nhau của nhiệm vụ là độ khó cấp S, hơn nữa người ngoại lai thân là nhân loại nguyên thủy thì đều có thể xác nhận. Những điểm bất đồng ở chỗ, ngữ khí của đối phương không giống như là số 0, nhiệm vụ mà Yến tự tại cùng với tiểu vũ tiếp nhận càng giống như là tới từ người tuyên bố nhiệm vụ, khác hoàn toàn với số 0 mà ta đã gặp trong thế giới nội tâm của Gia Khải Nhi. Người tuyên bố này, vô cùng có khả năng là hội trưởng tháp thần hội, nhưng có lẽ số không đã cho y loại quyền hạn nào đó, đúng rồi. Nếu như không phải là số không cho y quyền hạn, y cũng tuyệt đối không có biện pháp ở trong thời gian ngắn như vậy, chuyển tháp thần hội đến thành phố máy móc. Nhưng ý nghĩa số không làm như vậy là gì? Y tuyệt đối khác với bất kỳ một con ác đọa nào ta gặp phải trước đây, người này có lẽ là nhân vật mạnh nhất ngoài những kẻ họ tỉnh mà ta tiếp xúc, không chỉ là có chiến lực mạnh mẽ, cho nên số không nhất định có mục đích gì khác, nơi này không có ai bị nhiễm virus rao. là vì sự tồn tại của thần khiến cho đủ loại mâu thuẫn trong nội tâm của bọn hắn lấy được khai thông. chẳng lẽ số không muốn ám chỉ rằng đây là biện pháp giải quyết virus rao? Y đã có biện pháp. không đúng, không thể nào. có rất nhiều người trong lịch sử nhân loại đã sử dụng tôn giáo để củng cố quyền lực chính trị, nhưng cuối cùng theo khoa học phát triển, mọi người phát hiện ra thần là giả. Ở kiếp trước của Bạch Vụ, tông giáo bày biện ra dáng dấp tốt nhất, nó cấp cho mọi người tín ngưỡng dẫn dắt mọi người hướng thiện, nhưng cũng không có vượt quá giới hạn. Nếu như Bạch Vụ tiến vào một loại trạng thái nhập định nào đó, đây là lần đầu tiên Yến tự tại cùng với tạ hành tri nhìn thấy Bạch Vụ dạng này, như thể bị vấn đề nào đó làm phức tạp, lại như thể sắp đạt được đáp án. Hắn làm sao vậy? Không biết, đại khái là đã tiến vào trạng thái siêu tầng, tạ hành tri đã từng nhìn thấy loại biểu hiện này, ông chủ tạ anh kiệt đôi khi cũng có biểu hiện này khi y đang suy nghĩ về một vấn đề nào đó. Bạch vụ kỳ thật là có phản ứng đối với xung quanh, chẳng qua hắn không để ý đến yến tự tại cùng với tạ hành tri. Bởi vì hắn xác thực nghĩ tới một khả năng nào đó. Không đáp án mà số không muốn, tuyệt đối không nên nông cạn như vậy, thành phố máy móc có đẳng cấp rõ ràng, ngoại thành, nội thành, hạch tâm thành, chắc hẳn hạch tâm thành cũng có rất nhiều khu vực đẳng cấp khác nhau, trong loại hoàn cảnh này, đích xác thích hợp dùng thần học để dẫn dắt nhân tính, thần chỉ dẫn. Sẽ khiến mọi người bỏ qua những hy sinh và mất mát của bản thân, hơn nữa sự kiên định trong nội tâm có hồi báo to lớn. Nếu như lõi cơ học thích ứng với loại dữ liệu này trong một thời gian dài, nói không chừng có thể tiêu trừ vi rút rao. Nhưng tiền đề của tất cả những điều này là thực sự có một vị thần toàn năng và có thể đáp ứng nguyện vọng của cơ giới tộc, bằng không rất nhanh mọi người sẽ phát hiện ra, thần là giả tạo, không có tồn tại số không rất cường đại mạnh mẽ đến trình độ có thể sáng tạo linh hồn nhưng y không phải là thần bản thân y còn bị virus trao làm phức tạp cho nên đây không phải là đáp án của y mọi thứ ở đây chỉ là những gì y muốn ta nhìn thấy suy nghĩ từng bước một ánh mắt của bạch vụ dần dần trở nên rõ ràng y đây là đang dẫn dắt ta tìm kiếm một phương thức càng thêm tin cậy so với thần học cách làm này của hội trưởng tháp thần hội là sai lầm những số không là muốn tiêu diệt những giáo đồ này sao cũng không phải chỉ cần hội trưởng tháp thần hội biến mất những người này sẽ sớm nhận ra cho nên mục đích thực sự của y là muốn dẫn ta tới bắc nội thành trong mắt của bạch vụ có ánh sáng nói đừng có dựa theo lời nhắc nhở của nhiệm vụ nhưng cũng đừng từ bỏ nhiệm vụ nơi này rất nguy hiểm hiến tự tại khó hiểu nguy hiểm tại sao mục đích thực sự của chúng ta không phải là lấy vũ khí hay hộ tống ai đó đến buổi đấu giá vậy thì là gì Bạch vụ lặp lại những chú thích mà phổ lôi nhãn đã đưa ra trước đó, tính đồ cơ giới thần hội trải rộng các nơi, thậm chí ngay cả thử nghiệm công nghệ khâu cơ thể được đồn đại là chưa được thông qua bởi hạch tâm thành cũng đang được triển khai ở đây. Số không đã từng giễu cợt bạch vụ, nói bạch vụ chỉ có thấy được nguyên nhân gây ra virus rau, lại không nhìn thấy nguyên nhân gây ra nguyên nhân gây ra. Còn lần này bạch vụ thấy được nhiệm vụ của yến tự tại, cũng nhìn thấy nhiệm vụ chân chính bên ngoài nhiệm vụ. Cơ giới thần hội là một tổ chức tà giáo, trong Bắc Nội Thành, bọn hắn đang tiến hành một loại thí nghiệm nào đó không được cho phép, nhiệm vụ của chúng ta là phải ngăn cản thí nghiệm tiếp tục. Cho dù Yến tự tại cùng với tà hành tri không hiểu ra sao, nhưng Bạch Vũ nói vô cùng chắc chắn, hai người cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Ngược lại là Bạch Tiểu Vũ hoàn toàn không có hoang mang, đại nhân nói như thế nào, y liền làm như thế đó. Tại hạch tâm thành, máy móc thần điện. Hạch tâm thành to lớn, giống như một con mắt lơ lửng trên bầu trời, tất cả những thay đổi trong nội thành đều có thể nhìn thấy trong thần điện hạch tâm thành. Thiếu niên tóc bạc nhìn nhóm người bạch vụ đi đến phương hướng bên ngoài nhiệm vụ, trong mắt mang theo một phần tán thưởng, nhưng chỉ có vậy thôi. Dù sao thì bạch vụ trước đó không lâu đã từng khiến cho nó thất vọng. Vừa rồi bạch vụ đâm chiêu lo lắng một phen cũng không phải là não bổ, nếu như nói số không ở tầng 5, vậy lần này bạch vụ cũng ở tầng 5. Từ mấy ngày trước, số không đã quan sát thấy một linh hồn khá thú vị hội trưởng tháp thần hội linh hồn của hội trưởng tháp thần hội vô cùng kích động và mê hoặc ở dưới sự dẫn dắt của linh hồn này số không nghĩ tới loại phương pháp ức chế virus trao nào đó những phương pháp này không thích hợp áp dụng cho bản thân y áp dụng cho những người tâm trí càng cỗi tâm hồn không ổn định và đang cần một vị thần nào đó để cứu họ dù vậy phương pháp này cũng sẽ không tồn tại lâu thần cùng với thế giới hoàng mỹ đều là lời nói dối. Số không cũng không tin cả hai thứ này. Trên thế giới này làm gì có đồ vật nào mà số không có thể xưng là thần, mặc dù y đã từng thấy một tên điển mạnh mẽ giống như thần nào đó. Số không cho hội trưởng tháp thần hội một thân phận, hơn nữa còn không cải tạo trí nhớ của đối phương, còn cấp cho không ít quyền hạn. Y muốn xem thử vị hội trưởng này có khả năng trị tận gốc virus rau hay không, liệu có tiềm năng sâu xa hơn hay không nhưng kết cục đã khiến cho y thất vọng đây chỉ là một tên hề giỏi về mê hoặc nhân tâm vốn dĩ tên hề này cũng có thể sống sót ít nhất đối phương cũng đã cứu trục được một số linh hồn tuy bản chất là lừa gạt nhưng hội trưởng tháp thần hội đã làm một việc khiến số hai ngán ngẩm khâu lại cơ thể để cho hai lõi cơ học gắn kết linh hồn với nhau đảng sinh ra một loại linh hồn bệnh trạng mới nào đó hội trưởng tháp thần hội cảm thấy rất hứng thú đối với thế giới này rất muốn biết rõ máy móc và linh hồn kết hợp cùng một chỗ như thế nào. Chuyện này khiến cho số không nhớ tới một ít kinh lịch khi còn bé. Chẳng qua đối với tồn tại như số không, tự nhiên sẽ không tự mình xuất thủ. Y chỉ cần báo cho hội trưởng tháp thần hội một ít tin tức. Sau đó hội trưởng tháp thần hội biết được có người tòa tháp tiến vào thành phố máy móc, ở trong một thí nghiệm nào đó, vừa vặn khuyết thiếu người tòa tháp. Trải qua mấy ngày quan sát, ở trong mắt của hội trưởng tháp thần hội, yến tự tại cùng với bạch tiểu vũ chỉ là tiểu nhân vật người rửa chén bát thì có thể có bổn sự gì vì vậy thông qua nửa thật nửa giả lừa gạt y để cho yến tự tại cùng với bạch tiểu vũ đi đến bắc nội thành tại nơi này có cơ sở thí nghiệm linh hồn máy móc bị cấm nếu như yến tự tại cùng với bạch tiểu vũ chết ở khu bắc số không tin tưởng bạch vụ nhận được tin tức nhất định sẽ đi đến khu bắc quan sát đo đạc đây là một cuộc thí luyện y dành cho Bạch Vụ, để quan sát xem Bạch Vụ có thể hiểu được mấy tầng, sẽ làm ra loại lựa chọn nào. Nếu như lựa chọn của Bạch Vụ lại sai một lần nữa, đánh giá của y đối với Bạch Vụ sẽ giảm xuống một lần nữa. Nhưng lần này, Bạch Vụ đã chọn đúng rồi. Hơn nữa có vẻ như vận khí của Bạch Vũ rất tốt, vào trước khi bi kịch của Bạch Tiểu Vũ cùng với Yến Tự tại phát sinh, đã tìm được hai người. Thế cho nên thời gian Bạch Vũ phá cục còn sớm hơn so với dự tính của số không. Cục diện ban đầu Yến tự tại cùng với Bạch Tiểu Vũ hẳn phải chết, hiện giờ bởi vì có Bạch Vũ cùng với Tạ Hành Tri, có phần thắng thật lớn. Ở dưới mặt đất nhà máy xử lý nước thải là nơi thí nghiệm cấm kỵ. Đối với người cơ giới tộc mà nói, họ không có cơ quan nào, mắt, tai, mũi, chân tay, tất cả đều có thể thay thế được. Phối trí tốt nhất chính là thân thể ai óc cu rốt, ánh mắt thân đờ giác xíp, lớp vỏ bảo vệ mong. Nguyên lý này liền tương đương với lắp ráp máy vi tính ở kiếp trước của Bạch Vụ vậy, máy tính lắp ráp luôn tốt hơn máy tính tất cả trong một. Điều đáng nói là nhân loại nguyên thủy cũng có thể sử dụng phối trí này, bởi vì trang bị của số không cùng với tạ gia, đều giống như loại thiết giáp nào đó vậy, có thể bao bọc nhân loại, đồng thời kết nối cùng với thần kinh. Khoa học kỹ thuật của cơ giới tộc, ở một số phương diện là vô cùng tân tiến. Nhưng cơ thể cơ giới tộc thế hệ thứ hai, thế hệ thứ ba, cũng không phải dựa theo tay chân thể xác để phân chia mà là dựa theo đẳng cấp lõi cơ học lõi cơ học cũng giống như một bộ vi xử lý lõi càng mạnh thì càng có thể tính toán được nhiều thứ và chính xác hơn việc phán đoán lợi ích cũng sẽ càng có hiệu quả ở thành phố máy móc có một câu nói một người ngu xuẩn cực độ nếu như có thể phối hợp với lõi cơ học thế hệ thứ năm vậy thì cũng có thể sống tốt ở trong thành phố máy móc những lời này cũng không khoa trương nhưng công nghệ lõi cơ học chỉ có hạch tâm thành có chỉ có một số rất ít linh hồn có cơ duyên đổi được lõi cơ học cao cấp hơn trong khi hầu hết mọi người chỉ có thể dùng một lõi cơ học cho đến chết hiện tại phổ biến nhất là lõi cơ học thế hệ thứ hai một số ít cơ thể là lõi cơ học thế hệ thứ ba thần vệ đội tức là đội bảo vệ chống virus bọn họ đại biểu cho bộ mặt và trật tự của hạch tâm thành là binh sĩ số không dùng để kiểm soát thành phố máy móc sử dụng lõi cơ học thế hệ thứ năm Lõi cơ học liên kết với linh hồn cơ thể, cải tạo lõi cơ học cũng là điều cấm kỵ tuyệt đối không được hạch tâm thành cho phép. Nhưng bởi vì số không cũng không có cải tạo ký ức của hội trưởng tháp thần hội, thế cho nên vị hội trưởng tháp thần hội cùng vọng khoe khoang mình là người phát ngôn của thần này, cũng không có chân chính cảm thấy kính để đối với số không. Thậm chí y còn cho rằng lõi cơ học của mình không đủ cao cấp, liền muốn cải tiến lõi cơ học, vì vậy liền có thí nghiệm dung hợp lõi cơ học đây là chuyện mà các cơ giới tộc khác không dám nghĩ tới như thể mã gốc không cho phép họ làm như vậy nhóm người bạch vụ đi tới dưới mặt đất nhà máy xử lý nước thải nhìn thấy những thân thể lạnh lẽo đã không còn linh hồn những thân thể này bao hàm từng công ty khác nhau iopcorot mau thân đờ giác xít cron đều có người giàu người nghèo người già và trẻ em họ xếp hàng dọc hai bên giống như một bộ sưu tập các tác phẩm điêu khắc hoặc giống như xếp hàng để chào đón một vị vua các thi thể vô cùng hoàn chỉnh bởi vì lấy ra lỗi cơ học của bọn họ cũng không có trở ngại gì hội trưởng tháp thần hội hô to thần hội sẽ dẫn dắt các ngươi đi đến một thế giới khác lỗi cơ học của các ngươi cũng sẽ được cải tạo tiến thêm một bước bọn họ liền từ bỏ phản kháng những lời này kỳ thật có hai bộ phận bộ phận phía sau là lợi ích hư ảo bộ phận phía trước làm cho người ta tin tưởng lợi ích của tín ngưỡng kết quả là tư duy linh hồn tin rằng tất cả những điều này là phù hợp với mong đợi của thần lòng sùng kính đối với thần sẽ cho phép họ bước vào một thế giới mới tươi đẹp mà sau khi lõi cơ học phân tích cho ra kết luận là lõi cơ học cần phải tiến hóa chỉ có tiến hóa mới có thể đạt được tin tức càng thêm toàn diện hai bên đạt thành nhất trí đây chính là phương thức hội trưởng tháp thần hội tiêu trừ mâu thuẫn lợi dụng thần hư cấu cùng với tín ngưỡng làm cho người ta tin tưởng lợi ích không thể thực hiện bạch vụ và số không cũng biết điều này sẽ không thể kéo dài chẳng qua hội trưởng tháp thần hội cũng không để ý mục đích của y cũng không phải là vì lâu dài mà là muốn cho lõi cơ học của chính mình vượt lên trên người nội thành kể từ đó liền có thể đạt được đầy đủ địa vị tài phú danh vọng tại nội thành nhìn từng dãy cơ thể đã sớm chết đi bạch vụ cùng với yến tự tại đều tiến vào trạng thái cảnh giới phần giá trị nhất của những thi thể này đã được lấy ra và tạo thành một cơ thể mới Người sắp nhìn thấy đối thủ mạnh nhất từ khi đi đến thành phố máy móc, mặc dù chỉ là một tiểu bót, nhưng nếu ngươi không nghiêm túc, được rồi, không cần để ý, có nhị ngũ tử ở đây, ta không gì không làm được. Có yến tự tại xuất hiện ở bên người, phổ lô nhãn của bạch vụ đã có thể đoán trước tương lai. Yến tự tại động sát chi nhãn cùng với thiên bình chi nhãn, cũng đều tiến vào trạng thái ràng buộc cường hóa. Trí trước có một vật sống rất cường đại, yến tự tại lên tiếng nhắc nhở. Tạ Hành Tri trang bị khoa học kỹ thuật vũ trang của Tạ Gia, tuy hiện tại dùng chính là trang bị IOP Group, nhưng thiết bị phân tích của Tạ Gia vẫn nằm ở trong trong đầu của Y. Y giống như Tạ Anh Kiệt vậy, là bán người máy cải tạo. Chỉ có một mục tiêu, Tạ Hành Tri nói. Ba người đều nhìn về phía trước, Bạch Tiểu Vũ cũng dừng lại, có phần sợ hãi, nhưng nghĩ đến ba người phía trước đều là cao thủ cao cấp nhất trong tòa tháp, Y cũng không có quá lo lắng vào thời điểm ba người bạch vụ dò xét được tồn tại nào đó tồn tại này cũng dò xét được bọn họ từng dãy cơ thể vứt đi trong bóng tối đột nhiên phát ra ánh sáng chúng giống như thiết bị chiếu sáng chiếu sáng toàn bộ nhà xưởng dưới lòng đất không nghĩ tới các ngươi tiến vào ngang nhiên như vậy xem ra các ngươi đã khám phá nhiệm vụ của ta hơn nữa còn có năng lực tìm hành cường đại còn có hai cổ khí tức quen thuộc thanh âm lạ lẫm truyền đến nhưng bạch vụ tin chắc rằng thanh âm của chủ nhân chính là hội trưởng tháp thần hội ánh đèn không ngừng sáng lên, cơ thể trong góc tối hẻo lánh rốt cục cũng bị chiếu sáng. Vũ khí Chrome, ngũ quan thân đờ giác tiếp, trang bị phòng hộ mau, cùng với thân thể ai óc cu Sáu cánh cơ khí trên lưng, trường mẫu hợp kim trong tay, khiến cho hội trưởng tháp thần hội trông giống như là thần linh chân chính, hoặc là người phát ngôn của thần lưu ở nhân gian. Hơn chục lõi cơ học được liên kết cùng một chỗ, được đặt trong cung cơ thể của đối phương, giống như là một người có được mấy chục trái tim, những trái tim này là thông qua một loại khẩu Lại nào đó liên kết cùng một chỗ Chúng không ngừng nhúc nhích Trông giống như là một cái chỉnh thể Lại là từng cái độc lập Đây là hình ảnh rất quỷ dị Rõ ràng lõi cơ học hẳn là vật chết Nhưng chúng lại đều có khí tức sinh mệnh Bạch Vụ nói Vận khí của ngươi thật không tốt Đã chết một lần trong tòa tháp Bây giờ lại phải chết một lần nữa Sao phải khổ như thế chứ Tạ Hành Tri không hiểu nhìn thoáng qua Bạch Vụ Ngươi nhận thức cả ngươi cũng nhận thức, gã chính là hội trưởng tháp thần hội bị chúng ta liên thủ diệt trừ ở trong tòa tháp. Tạ hành tri cảm thấy khó có thể tin, có nên nói người này có vận khí không? Yến tự tại cùng với bạch tiểu vũ ngược lại là cũng không thèm để ý, so với hội trưởng tháp thần hội, Yến tự tại càng muốn biết chính là cơ thể khâu lại này đến cùng mạnh bao nhiêu. Cùng với bạch vũ rốt cuộc là như thế nào biết được những tin tức này? Vì sao hắn sẽ biết được nơi này có sự tình phát sinh? hội trưởng tháp thần hội cũng đồng dạng không để ý, trách không được quen thuộc như vậy, hóa ra là các ngươi, tử vong của ta chỉ là vì để ta đạt được lực lượng càng cường đại, thần làm sao có thể chết. Các ngươi nhìn đi, ta đã sống lại trong tòa tháp, ngươi dựa vào lực lượng cường đại đánh bại một cổ thân thể của ta, nhưng cổ thân thể của ta bây giờ này, so với các ngươi đều cường đại hơn. Tạ hành tri phải thừa nhận, cơ thể khâu lại này vô cùng mạnh mẽ, có lẽ nó có liên quan gì đến phần lõi cơ học cổ quái dính liền trong cơ thể. Hội trưởng tháp thần hội hiển nhiên rất hài lòng với thân thể cùng với trạng thái của mình. Máu thịt yếu đuối, hiện tại y đã có được thân thể mà máu thịt không thể so sánh. Báo cho các ngươi một khám phá thú vị, linh hồn cùng với linh hồn là bài xích lẫn nhau, nhưng vào thời điểm hai lõi cơ học tiếp cận, lõi cơ học tuyệt đối lý tính, sẽ xem xét việc liên kết dữ liệu với lõi cơ học kia, từ đó kết nối thành lõi cơ học mạnh hơn. Hoàn thành quá trình tiến hóa cơ học, chẳng qua một lõi cơ học chỉ có thể chịu tải một linh hồn, cho dù là lõi cơ học siêu cấp được tạo thành từ nhiều lõi cơ học này cũng vậy, vì vậy những linh hồn dư thừa sẽ bị trục xuất, hơn 10 lõi cơ học kết nối, linh hồn trong những lõi cơ học này đều đã chết đi. Linh hồn của bọn hắn đều được chuyển thành dữ liệu và lưu trữ trong lõi cơ học, mà cuối cùng, lõi cơ học siêu cấp này trở thành thứ độc nhất vô nhị của ta. Quá trình này không phức tạp, ta chỉ mất vài ngày là có thể thành thạo rõ ràng vị trong hạch tâm thành kia cũng đã từng thực hiện loại thử nghiệm này, bằng không ta cũng sẽ không hoàn thành dễ dàng như thế. nhưng bởi vì chuyện này là cấm kỵ, những cơ giới tộc nghe lời này lại không có người nào dám thử linh hồn của hội trưởng tháp thần hội, không có trải qua cải tạo của số không, là vì số không muốn xem ở dưới tình huống không bị hạn chế, thần công giỏi về mê hoặc nhân tâm này có thể cởi bỏ vi rút rau hay không. nhưng điều này cũng dẫn đến hội trưởng không hề có kính để đối với số không căn bản không biết sự kinh khủng của số không cho nên người tìm chúng ta tới là muốn chứng kiến thành quả nghiên cứu của ngươi đương nhiên không phải vì trong hạch tâm thành kia có hai loại quyền hạn chế cao một loại là linh hồn một loại là lõi cơ học ta đã biết để thăng lõi cơ học như thế nào nhưng ta còn muốn biết luyện hóa linh hồn như thế nào cho nên vào thời điểm biết được tòa thành phố máy móc này thậm chí có người tòa tháp nguyên vật liệu khang hiếm nhất của ta đã tới rồi Bạch Vũ hiện tại tin chắc rằng đây mới là ý nghĩa thực sự của nhiệm vụ cấp S này. Tuy không rõ ràng chi tiết cụ thể của số 0, nhưng hắn tin tưởng hội trưởng tháp thần hội tuyệt đối chạm đến nghịch lân của số 0. Chẳng qua đối với những ngôn luận này của hội trưởng tháp thần hội, Bạch Vũ vẫn là ghi nhớ lại, rất hiển nhiên, số 0 sáng tạo lõi cơ học là có một loại tư tưởng nào đó, chỉ chẳng qua là tư tưởng đã bị y bác bỏ. Điều này không phải có nghĩa là, người thứ nhất lây nhiễm virus rao, số không vẫn như trước có nhân tính bạch vụ cũng không xác định cho đến hiện tại số không thật sự là quá thần bí suy đoán của hắn đối với số không có lẽ là hoàn toàn sai cũng không biết chừng chẳng qua trước mắt đích thực là cơ hội tốt bán nhân tình cho số không nhân vật phản diện ngu ngốc nói chuyện hùng hồn nhưng không biết rằng mình không có vấn liếng để làm kẻ phản diện bạch vụ hoạt động cánh tay một chút nói người đã bao giờ tự hỏi trong khi đang khoe khoang về kế hoạch của mình, tên hề đó có phải là người không? Ha 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 ha, nhân loại cuồng vọng, ta hiện tại chính là bán thần. Lõi cơ học máy móc của ta có năng lực tính toán không gì sánh kịp, toàn bộ khả năng hành động của các ngươi, ta cũng sẽ tính toán ra ở trong chớp mắt. Yến tự tại bẻ cổ tay, vị tiểu nhân vật rửa chén bát trong mắt hội trưởng tháp thần hội này, vô cùng khó chịu nói, người này là mục tiêu của ta, ba người các ngươi, không cho phép nhúng tay nhiệm vụ cấp s đã thất bại yến tự tại cảm thấy chuyện này khó chịu như vào thời điểm rửa chén bát rửa ra một vết nứt làm cho người ta khó chịu vậy bạch vũ biết nhiệm vụ cấp s chỉ là một cái vỏ bọc của số không nhưng yến tự tại không biết y chỉ là lo lắng có người dùng nhiệm vụ cấp s là một cái mồi câu mà mình đã cắn câu yến tự tại trong nội tâm vốn dĩ kiêu ngạo hiện tại chỉ muốn phát tiết lửa giận bạch vũ nói ta phải nhắc nhở người trên người của ngươi không có cơ giáp, đối phương trên người thế nhưng là có cơ giáp không biết tính năng, không để ý đến lời khuyên can của Bạch Vụ, thân ảnh của Yến tự tại lóe lên, dùng tốc độ cực nhanh đi tới trước người hội trưởng tháp thần hội. Ngay vào lúc đó, hội trưởng tháp thần hội giống như là thấy được tương lai vậy, một tia laser trực tiếp xuyên qua Yến tự tại. Tiểu nhân vật nên có cảm giác của tiểu nhân vật. Lời còn chưa dứt, hội trưởng tháp thần hội bỗng nhiên dừng lại, Cả cảm giác được thân thể của mình dường như di chuyển về phía trước một cách khó hiểu. Tính toán tính khả năng của ta. Tính toán của ngươi cũng nằm trong dự phán của ta. Đồng thời, yến tự tại xuất hiện ở sau lưng của hội trưởng tháp thần hội, y chính là phát động lưỡng cực thay thế, trao đổi vị trí cùng với hội trưởng tháp thần hội. Đối với phần lưng thân thể cơ giáp của hội trưởng tháp thần hội, yến tự tại phát động công kích chặt cổ tay. Chuỗi sức mạnh cấp chính, cho dù chỉ là đòn tấn công phổ thông, cũng có thể tạo ra trọng thương cho đối thủ nhưng thân thể của hội trưởng tháp thần hội thật sự là quá cường ngạnh cú chặt cổ tay đủ để đánh vỡ địch nhân này cũng chỉ là để lại một vết ngấn nông hội trưởng tháp thần hội tuy bất ngờ không kịp đề phòng nhưng toàn thân gã đều là vũ khí cho dù là đưa lưng về phía địch nhân cũng có thể khởi xướng đòn tấn công mãnh liệt phần lưng của gã lộ ra vô số lỗ to bằng ngón tay muốn thừa dịp yến tự tại không chú ý dựa vào những tia sáng đủ để nấu chảy thép để giết chết Yến tự tại ngay lập tức. Những biểu tình của Yến tự tại không hề có biến hóa. Y cũng không có ngoài ý muốn khi đòn chặt cổ tay của mình không thể tạo thành tổn thương hữu hiệu. Bởi vì sự tồn tại của phổ lôi nhãn, tương lai mà Yến tự tại có thể nhìn thấy sẽ cụ thể và lâu dài hơn. Động thái chiến đấu kế tiếp Y cũng nhìn thấy. Ở trong chớp mắt hội trưởng tháp thần hội phản kích, Yến tự tại thấy được hai loại tương lai, một loại là chính mình lợi dụng lưỡng cực thay thế tránh né, một loại là chính mình thừa nhận đòn tấn công chí tử, nhưng ở sẽ trong chớp mắt tử vong, phát động lưỡng cực thay thế, hoán đổi sinh lực, sau đó lại ở trong chớp mắt đối phương suy yếu, tấn công vào điểm yếu và giết chết đối phương. Loại sau có nguy hiểm nhất định, bởi vì nếu như phản ứng của mình không có nhanh hơn bước chân của tử thần, mọi thứ sẽ kết thúc. Nhưng kết quả của sự mạo hiểm này, kiến tự tại cũng nhìn thấy vì vậy y đã làm ra quyết định trong chớp mắt những tia sáng đủ để nấu chảy thép xuyên qua thân thể yến tự tại thân thể và các cơ quan nội tạng của y bị bỏng nặng lưỡng cực thay thế thời cơ đã đến hiện tại chính là thời điểm phát động thiên phú chỉ là sinh mệnh của yến tự tại cũng không có lấp đầy trong chớp mắt tương phản thân thể bị tổn hại quá nghiêm trọng thế cho nên y sắp chết đi mà hội trưởng tháp thần hội thì triệt để biến mất khoa học kỹ thuật của công ty Mon, kết giới phản thăm dò. Trong chớp mắt phát động, có thể làm cho đối thủ không thể cảm giác được chính mình. Thiên bình chi nhãn cùng với động sát chi nhãn đều có một khuyết điểm rất lớn là chúng chỉ có thể phân tích những vật thể có thể nhìn thấy được. Đây cũng là lý do khiến Yến tự tại không có cách nào nhìn thấy Yến ảnh. Ngàn cân treo sợi tóc. Thanh âm của Bạch Tiểu Vũ truyền đến, Yến đại nhân. Trong chớp mắt nhìn thấy Yến tự tại bị bắn xuyên, trong nội tâm của bạch tiểu vũ liền kinh hoảng y không biết nên làm như thế nào liền hét lớn một tiếng yến tự tại khó hiểu vì sao đối phương lại đột nhiên biến mất bạch vũ với tư cách là người ngoài cuộc có kiến thức nửa vời nhưng vẫn là mơ hồ đoán được có lẽ là năng lực của yến tự tại đã bị lõi cơ học phân tích ra cho nên mới đưa ra phán đoán và chiến lược đối phó trong một khoảng thời gian ngắn thiên bình chi nhãn nhìn thấy không phải là tương lai mà là khả năng trong tương lai cho nên dự phán có thể bị đối phương dự phán, mà loại dự phán này còn có thể tiếp tục bị đối phương dự phán. Hiển nhiên, loại cơ học của hội trưởng tháp thần hội có sức mạnh tính toán cực kỳ mạnh mẽ, dự phán được tính khả năng của yến tự tại. Vì vậy phát động cảm giác cường đại che đậy. Thật giống như vào thời điểm yến tự tại đang muốn lựa chọn sử dụng mục tiêu nào đó để thay thế, lại phát hiện ra mục tiêu không thể bị lựa chọn. Bản năng cầu sinh khiến cho Yến tự tại vào trước khi bức tranh tương lai của thiên bình chi nhãn đến nơi, đưa ra một cái lựa chọn. Phát động lưỡng cực thay thế. Thanh âm của Bạch Tiểu Vũ giống như là cộng rơm cứu mạng, Yến tự tại lựa chọn bắt lấy cộng rơm trong tiềm thức. Kết quả là trong chớp nhoáng này, thân thể của Bạch Tiểu Vũ biến thành tổ ong, khí tức sinh mệnh tiếp cận về không trong chớp mắt. Trong chớp mắt ý thức tiêu tán, Bạch Tiểu Vũ ngã trên mặt đất. Mà Yến tự tại thì sống lại tất cả những điều này chỉ xảy ra trong giây lát khi phản ứng theo bản năng kết thúc yến tự tại luôn luôn kiêu ngạo đột nhiên nhận ra rằng mình đã sát hại một đồng đội y lộ ra vẻ mặt kinh ngạc thậm chí cũng không có nhớ tới một sự tình thế cho nên loại vẻ mặt này rất nhanh chuyển hóa thành khổ sở ngược lại là bạch vụ nhìn vẻ mặt của yến tự tại hắn nghĩ đến một khả năng nào đó đột nhiên cảm giác được sự tình trở nên có chút thú vị yến tự tại khổ sở thực sự không phải là bởi vì bạch tiểu vũ tử vong bởi vì rất nhanh y liền thấy được một hình ảnh khác bạch tiểu vũ đương nhiên sẽ không chết vô tận niết bàn mang lại cho bạch tiểu vũ tốc độ khôi phục mạnh mẽ đến mức có thể gọi là biến thái đan đức có thể sống sót qua trận mưa axit kinh hoàng nhờ vào khả năng hồi phục dị thường của mình mà vô tận niết bàn của bạch tiểu vũ so với năng lực dị biến của đan đức còn đáng sợ hơn yến tự tại vô cùng rõ ràng sự kinh khủng của thiên phú này bởi vì trịnh nhạc người đã từng hợp tác trước đây là một loại thiên phú gần như đánh không chết bạch tiểu vũ rất nhanh liền bò lên thân ảnh sau cánh cũng xuất hiện trong hư không một lần nữa nhưng vẻ mặt của yến tự tại vẫn rất khổ sở y khổ sở vì chính mình lại làm ra một quyết định sai lầm một quyết định so với người có phẩm tính ác liệt như bạch vũ còn muốn ác liệt hơn thực sự là một năng lực hữu dụng một kẻ rửa chén bát thậm chí lại có thiên phú cường đại như vậy xem ra mấy người các ngươi không phải là nhân vật đơn giản. Linh hồn của các ngươi sẽ càng có giá trị nghiên cứu. Ông ào. Bạch vụ không để ý đến hội trưởng tháp thần hội, nhân vật này từ khi bị tạ hành tri miễu sát, mặc dù lăn lộn thành tiểu bót trong thành phố máy móc, ở trong mắt bạch vụ, cũng đã không còn hào quang ban đầu. Bạch vụ nói, không cần ấy nấy nữa, ai mà không có thời điểm phạm sai lầm, một mình người rất khó đối phó với gã, chúng ta vẫn nên hợp tác với nhau ta và lão tạ hẳn không phải là đối thủ của gã nhưng ít ra có thể chế tạo cơ hội cho ngươi tạ hành tri mở ra trang bị phòng hộ đồng thời đi tới trước người yến tự tại bạch vụ tập trung ánh mắt vào hội trưởng tháp thần hội hội trưởng tháp thần hội vốn dĩ muốn phát động tiến công đối với yến tự tại nhưng bởi vì kiên kỵ năng lực của yến tự tại cũng không có động thủ lõi cơ học bắt đầu tính toán hành động kế tiếp của yến tự tại bầu không khí trở nên dương cung bạc kiếm Yến tự tại gật gật đầu, không nói gì. Lúc này Bạch Tiểu Vũ bò lên, nói một câu nói khiến cho Yến tự tại cảm thấy có chút xấu hổ, thật tốt quá, Yến đại nhân, ngài không có việc gì. Y lại hoàn toàn không để ý ta đến việc làm của ta, Yến tự tại càng cảm thấy khó chịu. Đối mặt với linh hồn thuần khiết thiện lương như Bạch Tiểu Vũ, rất khó không khiến cho người ta động dung. Cho dù là loại cùng ăn thịt người như đang Đức, trong nội tâm cũng xem Bạch Tiểu Vũ là đất lành yến tự tại yêu cầu đối với bản thân khá cao nên hắn cảm thấy mắc nợ nhưng tất cả những thứ này bạch vũ cảm thấy cũng không tệ lắm hai người này tổ hợp cùng một chỗ quả nhiên là một quyết định sáng suốt yến tự tại cũng không biết bạch tiểu vũ đã trải qua chuyện gì nếu như y biết sẽ hiểu được chỉ cần có thể cứu vớt người khác đối với bạch tiểu vũ mà nói mình bị tổn thương cũng không được tính cái gì cả ba đứng thành một hình tam giác yến tự tại nhanh chóng vứt bỏ tạp niệm y liếc mắt nhìn bạch vụ nói tiêu chuẩn của quân đoàn điều tra là gì bạch vụ biết ý tứ của đối phương ngươi chỉ cần ra chiều ta nhất định có thể phối hợp với ngươi đối phương cũng có thể tính toán vậy thậm chí còn xa hơn đối phương tạ hành tri có phần kỳ quái hai người này làm sao lại có cảm giác rất ăn ý yến tự tại nổi lên sát tâm đối với hội trưởng tháp thần hội bạch vụ cũng vậy hai người bọn hắn một người là đội trưởng đội trật tự một người là đội trưởng đội bảy quân đoàn điều tra, một người có động sát chi nhãn cùng với thiên bình chi nhãn, một người có phổ lôi nhãn, luận độ phù hợp chiến đấu, độ tương thích, vốn dĩ tốt hơn so với tạ hành tri, thậm chí còn tốt hơn so với ngũ cửu. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.